Nói rõ đó là sẽ dành buổi sáng, dành buổi sáng hôm nay để mình giảng đặc biệt về cái kinh Ngọn Ca, cái Ngọn Ca, cái tên chắc là Ngọn Ca, thách giá là cái ca hả, rồi cái ác giá là đỉnh. Ví dụ như hôm nay mà các vị vô qua bên miếng điện ấy, mà các vị có thấy những cái chữ này không ai xài lắm. Ví dụ như là miếng điện mà giỏi quá đó thì chính phủ họ mới cấp, họ mới ban tặng một cái danh hiệu gọi là Afid. Afid là chết, pháp đành đó, Guru tức là vô thượng đại sư, cái người mà giống như là cái ngọn cờ tiêu biểu cho Phật giáo. Phía thực chất, phía thực chất nó đinh được của đúng. Rồi còn cái chữ ác giá, mình thấy ác giá đây là đỉnh. Ví dụ như là ngày ngày Hội Pháp thì ngày có cái tước hiệu của giáo điện không phong tặng là ác giá. Mà bắt người ta là cái đại hiền giả ác giá. Miếng điện á, đây là những tước hiệu của miếng điện nhé. Thật chắc là cái ca. Sở dĩ mình giỏi quá mình phải nói như vậy đó, nghĩa là khi nói tôi phải giấy miếng điện là tôi phải bắt buộc tôi phải nhắc, bắt buộc tôi phải nhắc, nhắc tới những gì đó. Ví dụ như hôm nay miếng điện là mình biết là trên một con số chính thức thì có mấy trăm ngàn vị sư thôi, nhưng mà thực tế đó là miếng điện không dưới 4 triệu vị sư. Miếng điện có không dưới 4 triệu vị. Mà thác chá ở đây là thác chá ở đây là ngọn cờ tiêu biểu cho 4 triệu vị đó. Dễ sợ như vậy đó. Nhưng chứ thác chá cái gì vậy? Thì theo trong kinh ghi lại đó là bà ổng tôi có nói rồi, đó là đôi khi thỉnh thoảng thì Atula đó có những cái cuộc tấn công nhắm vào chư thiên, và lâu lâu chư thiên họ cũng có những cuộc tấn công nhắm vào cái thành phố Atula. Và trong ghi lại cũng ghi thêm là họ đánh nhau một cách nào, họ đánh nhau họ không thể giết nhau được mà họ chỉ lánh thôi, đứng gần nhau họ lánh lấy thì em cái lúc nào mà cái phước nào mạnh á thì họ đẩy lùi cái đối phương á, tức là nó lấn thì nó không phải như con nít đi chơi, không phải, nhưng mà hãy lấn như cái nào mà mình gài đi tới thì người kia họ không cái dám mà đứng, họ phải lùi hoài như vậy thì đó được gọi là thua. Còn thắng nữa là mình là cái sự có mặt mình á, mình đẩy lùi được người ta thì đó gọi là thắng, còn bị người ta đẩy lùi đó gọi là thua. Phải nói như vậy để các vị hình dung về định kinh đó, họ đánh nhau như thế nào. Chứ tôi nói thì không có cái chuyện mà làm cho chết người giống như dưới đây nha. Họ đánh cho vui vậy thôi, chứ còn một phước ai nấy hưởng, cảnh giới người nào thì người đó ở, chứ không có cái chuyện mà giống như mình, giống như Trung Quốc mà lấn Hoàng Sa Trường Sa rồi thôi, cái chuyện nó không có, chỉ đất liền không có. Thì những lần như vậy thì những lần mà chư thiên họ thì đủ sức họ thua đó, họ sợ. Và ở đây cũng phải nói thêm một chuyện rất là quan trọng, đó là Đế Thích đó, thực là Tử Thiên Vương rất là ủng hộ người tu hành, là vì lý do là bởi vì cái này kinh nói cho phải tôi nói là ủng hộ người tu hành là bởi vì các vị biết rằng kinh nếu mà có càng nhiều người tu đó, thì các hội chúng chư thiên sẽ được hùng mạnh như vậy thôi. Một phần là tùy hỷ đúng, một phần là thấy rằng hay càng nhiều người tu hành thì cái cảnh giới thế giới chư thiên sẽ cái cảnh giới chư thiên sẽ thêm phần hùng mạnh thêm. Còn nếu mà ít người tu hành thì giống như là cái dân số nó chỉ có giảm nhưng mà tăng. Cho nên nó từ chỗ đó nó trung tâm nó có một cái từ gọi là sắc danh puri tí, gọi là
tràn ngập cõi trời, ám chỉ cho cái việc sinh viên ào ạt ở những quốc gia có minh quân thánh chúa. Cái má đang có vấn đề, má đang có vấn đề, cái sự sắc gân vô rê tí nghĩa là làm tràn ngập cái cõi trời, thì ám chỉ cho cái việc sinh viên ào ạt ở những quốc gia có minh quân thánh chúa là sao? Có nghĩa là những cái nhà cầm quyền mà họ có thiện chí, có thiện tâm ấy, thì họ sẽ tạo điều kiện cho xã hội trở nên tốt hơn, trở nên tốt hơn. Họ khích lệ đời sống của người dân được nhiều cái thuận tiện hơn. Và cái cơ chế ở đây, để đừng hiểu tôi đang nói chính trị, không phải tôi đang nói luật pháp. Cái cơ chế cai trị nó kín đáo hoặc công khai ủng hộ cái chuyện mà lầm lẫn dữ. Còn đôi khi đó nó có những cái cơ chế chính trị mà nó suối người ta nó trở nên giả dối hơn, trở nên ích kỷ hơn, sống trong sợ hãi nhiều hơn, nịnh bợ nhiều hơn, tố cáo nhau, nghi ngờ nhau, và trong đời sống chỉ biết lo ăn thôi chứ không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Thì những cái chế độ đó, những cái cơ chế đó chỉ đưa người cho dân chúng nó đi xuống. Và không phải một thời nào mới có cái loại chế độ đó, và rất là nhiều, tức trong lịch sử nhân loại là có vô số những cái nhà cầm quyền như vậy. Tức là họ đẩy người dân vào cái thế rồi nghi kỵ lẫn nhau, rồi sợ hãi lẫn nhau, nịnh ai được thì nịnh, gạt ai được thì gạt, rồi suốt ngày cái đó liên tục để cho cái đầu nó không nghĩ ra được cái chuyện gì hết, chỉ biết nghĩ là sao có được miếng ăn thôi. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái sát sanh, trộm cắp tùm lum hết. Thì trong trường hợp như vậy đó, là những cái nhà cai trị đó là họ là trở thành là nhà cung cấp nhân số cho địa ngục. Từ khi đó những cái người cai trị tốt đó, thì họ lại cung cấp cái nhân số cho cõi trời. Thì tiếng Pali gọi là Sakyan Buri Ti, lập tràn ngập thiên giới như vậy đó. Thì hồi nãy tôi có nói rồi, chữ thiên đánh nhau là đánh như thế nào, thắng thua là thắng thua như thế nào, rồi vì sao mà chữ thiên họ ủng hộ với mùa tu là có lý do như vậy nha. Đã đi một mấy có một cái khái niệm như vậy trước để dùng vô chính kinh. Thì Đức Phật ngày dạy rằng là Đức thì Địa Thích có một cái lời an ủi, trấn an phủ dụ, trấn an phủ dụ chư thiên là khi nào mà ra trận mà sợ quá thì nhìn lên ngọn cờ của ta. Bây giờ mỗi một cái binh đoàn như vậy có một ngọn cờ tượng trưng tiêu biểu vậy đó, thì Địa Thích dặn hai cái đầu thấy sợ quá để nhìn lên ngọn cờ là biết ta đang có mặt ở đó, thì không có sợ nữa. Mà nếu mà không nghĩ đến ta mà nhìn những ngọn cờ của các cái vị thiên tử khác, những vị thiên tử cũng có phước báo khác, thì nhìn ngọn cờ họ biết là họ đang có mặt ở đó thì mình cũng yên tâm. Thì Đức Phật ngày kể lại cái chuyện đó cho chư tăng nghe, xin mình xong rồi thì ngài mới cho biết rằng: này các vị kheo, khi mà chư thiên nhìn lên ngọn cờ của Đế Thích, được nhìn lên ngọn cờ của các thiên tử, có lúc họ hết sợ và có lúc họ vẫn còn tiếp tục sợ. Là vì sao? Là bởi vì chính chư thiên họ biết Đế Thích còn có lúc sợ hãi, các thiên tử kia còn có lúc sợ hãi. Rồi sao nữa? Biết Đế Thích còn có phiền não, các vị thiên tử kia cũng còn có lúc phiền não, cũng còn có thích cái này, ghét cái nào, sợ cái khác. Chính vì họ nghĩ như vậy nên có lúc họ hết sợ, có lúc họ không hết sợ. Riêng trường hợp các cái vị tỷ kheo đệ tử Thế Tôn thì sống ở trong cái chỗ hoang vắng, cô lặng, nhà vắng, rừng sâu, mình nếu mà sợ hãi thì hãy niệm tụng đến Thế Tôn, niệm tụng đến chánh pháp, và niệm tụng đến chúng tăng. Thì cái chữ chúng tăng ở đây đó là cái chỗ này mới lớn chuyện. Chư tăng ở đây ám chỉ cho bốn tầng thánh nhân không phân biệt tăng ni cư sĩ. Hãy nhớ cái này, chữ tăng ở đây nè thì ám chỉ cho bốn tầng thánh không phân biệt tăng ni cư sĩ, có nghĩa là bất cứ
cứ ai trong thế gian này miễn là thánh nhân thì được gọi là tăng, nhớ cho nó nghe, được gọi là tăng hết nha. Dù đó là một người nữ hay là một người thiện nam, một người nữ có chồng có con, một người thiện nam có vợ có con, hay là một vị tỳ kheo ni, hay là một vị tỳ kheo tăng, hay là một vị sa di, thì tất cả đều hệ miễn là vì đó là thánh nhân thì đã được gọi là tăng. Trong mười kinh này không phân biệt tăng ni cư sĩ, chứ tăng ở đây không phải là những cái vị mà cạo đầu đắp y mà tham lam còn này ốc thì cái đó không phải, mà để áp chỉ cho thánh nhân nghe và nói rõ đó. Thì chính cái chỗ rõ này là mình mới thấy cái đại kinh, mình mới cái niềm tin mới vững nha. Chứ còn mình cứ mơ hồ nó trở tôi, mình gặp nhiều vị cũng trở đến hỏi mình giờ kia mình niệm móng mình niệm sao. Mặc dù ở đây tôi chúng tôi cũng mở ngoặc nói thêm là tôi không có dám mạnh miệng nói vào thời này không có thánh, tôi không dám nói, nhưng mà tin là tôi cũng có tin, cũng giống như là bữa hổm họ có bị hỏi tôi cái chuyện xá lợi đó. Thì cái chuyện không cái câu mà tôi nói là tôi không tin xá lợi ở đây đó không phải là tôi không tin cái sự tồn tại của xá lợi, đó là tôi coi thường cái sự thiêng liêng quý hiếm của xá lợi. Mà cái không tin đây có nghĩa là tôi nghĩ xá lợi không có ở, không nếu có cũng không có nhiều lắm ở trong cái hành tinh này ngay thời điểm này. Bởi vì phải là cái chỗ tu hành ghê gớm là cũng phải do một cái cá nhân hay một cái đoàn thể nào nó ghê gớm, chứ còn mình lơ mơ thì cũng có, chứ không phải là tôi cũng tin xá lợi. Bởi hình tôi nhớ tôi đã nói rõ cái điều này nha. Thánh nhân cũng vậy, ở đâu có bát chánh đạo thì ở đâu có thánh nhân, nhưng mà mình nhìn chung mình thấy thì tình hình bây giờ mình thấy ngán quá, thấy ngán quá. Vô trong cái thời buổi loạn lạc này thì tôi nghĩ là hễ người có đủ duyên làm thánh cho họ, họ không xuống đây, mà xuống đây chắc không có đủ duyên làm thánh. Thì nhiều lắm là có chánh kiến, thành tựu kiến, thành tựu giới hạnh thì được, chứ còn một cái thời này tôi thấy nếu là ngồi mình nhìn nghĩ sâu sắc vì sao tôi không tin cái thánh thời này, nó có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là mình thấy cái kinh điển đó không được hướng dẫn, không được giải thích một cách gọi là căn cơ bài bản. Lý do là một, tăng ni không biết, hai biết nhưng mà thấy nói sâu nói rộng theo kinh điển người ta không hiểu. Theo tôi biết, ví dụ như một cái bài kinh mà giảng sâu quá đó, thì như trong về trong cái bài kinh nào đó mà nhắc đến tín niệm xứ đi, hoặc là nhắc đến những chữ như danh sách đi, thì mình nhìn quanh mình thấy chết rồi. Cái tín niệm xứ mà giảng người ta tới nơi đó là cái người nghe phải có kiến thức quy pháp, trừ ra Đức Phật, ngài nhìn thấy người đó có cái căn duyên tu hành nhiều đời đó, thì họ chưa từng học ngày nào hết, thì Đức Phật vẫn có cách để cho họ hiểu. Hoặc là ngài sẽ phát, nói chung là các bậc thánh nha, tôi nói rõ nha, ngoại trừ các bậc thánh. Chứ còn phàm phu mình ấy, mình biết nói cái gì cho người ta hợp đây, thế là mình phải giảng y như đơn kinh. Mà các vị tưởng mượn cái mà kính tứ niệm xứ mà cái người giảng không biết cái diệu pháp, hoặc người nghe mà không biết cái diệu pháp thì làm sao mà giảng hả? Rồi chỉ danh sách, cái danh sách mà mọi người không học ai thì làm ấy hả? Thì mình nói gượng thì nó được, nói gượng, tôi nhắc lại nói gượng á thì nó được, nhưng mà nó cũng mơ hồ lắm, ngày nó mơ hồ lắm. Và chưa kể là khi mà cái hiểu biết mà nó mơ hồ đó, thì cái nhận thức làm sao nó đủ sâu đủ rộng được. Phải nói cái chuyện đáng buồn như vậy, phải nói một chuyện đáng buồn như vậy. Cho nên nó là ở đây tôi nói rõ là tôi nghĩ rằng là thánh nhân thì hiếm. Thứ nhất là cái pháp học nó có vấn đề. Thứ hai là với cái tâm tánh chúng sinh thời nay mà thánh nhân xuất hiện chỉ có làm hại cho người ta thôi, tôi nói thật, chỉ có hại cho người ta thôi, giúp người ta thì không biết bao nhiêu, nhưng mà hại thì tôi thấy là cái chắc là có rồi đó. Giúp là sao? Mà đi mà la làng lên là mình là thánh á, thì chỉ nó không có rồi. Mà chỉ cần mình có lạ lạ là chúng sinh đã ghét rồi hả? Mà họ chỉ cần mà họ có buông một cái lời bất kính, bất xứng nào đó là coi như là họ khổ họ nha. Thì đó là lý do thứ hai mà tôi nghĩ là thánh nhân không có mặt, có mặt để làm khổ người ta thôi. Cái số người mà nhận được lợi từ ngài thì có, nhưng mà nó cũng có nhiều bằng cái số mà mình bị họa từ cái việc mà gặp ngài nhé. Rồi xong thì đó là bài kinh. Thì cái ý nghĩa của cái việc niệm Phật ở đây, bài kinh này là giảng đặc biệt là vấn đề niệm Phật. Thì
theo tôi biết là đa phần những người mà tôi biết đó, tức là họ niệm bằng cách là họ đưa theo cái hồng danh chứ họ không biết cái nghĩa là cái gì. Có chăng là họ cái nghĩa là họ biết là họ dựa theo cái quyển một cái quyển kinh tiếng Việt nào đó, ví dụ như trong kinh Nhật Hành, quyển kinh Nhật Hành, kinh Nhật Hành ấy, kinh Nhật Hành thì trong đó có giải thích. Giải thích là A-la-hán là sát trừ phiền não, là đáng cúng dường, Phật là giác ngộ lý tứ diệu đế, là chính đẳng giác, là giác ngộ tứ diệu đế mà đem ra giải quả cho chúng sanh cùng biết. Thì định nghĩa như vậy đó. Theo tôi biết là 90% của Việt Nam là cứ niệm ra kinh này. Mà đó là tôi nương tay mà tôi nói vậy đó nha, chứ còn thật ra đó là họ được hướng dẫn theo tôi biết là không cần hiểu nghĩa luôn, cứ bút thô niệm hoài như vậy. Thì đó là một cách niệm tôi cho rằng là cực kỳ bậy bạ, bởi vì niệm như vậy giống ngoại đạo thôi, niệm như vậy giống ngoại đạo. Trong khi đó các vị làm ơn vào trong thanh tịnh đạo dùm tôi ha. Tại sao tôi không dám vô là tại vì bây giờ tôi vô thì ok, nhưng mà tôi post lên là nó mất cái bộ thoát y như bảo ảnh này nè. Cho nên tôi chỉ cho các vị cái địa chỉ thôi, là vô trong Google ha, đánh cái chữ thân định đạo rồi cái phần định để dựng vô cái phần định nó thấy để chữ sáu tùy niệm đó, địa chỉ thì cho anh tới đó rồi. Trong cái trang web của mình Đặng Sơn á, vô thân định đạo ha, rồi cái phần định, mà rồi trong cái phần định nó lại có nhiều cái mục, trong đó có mục sáu tùy niệm. Thì coi trong đó người ta giải thích cái cách mà niệm các cái hồng danh này như thế nào ha. Thì ở đây tôi suy nghĩ hoài, tôi nghĩ mình nên giảng chi tiết hay là mình nên cho người ta địa chỉ vậy rồi cái mình đi luôn. Và tôi suy nghĩ cũng có một số người có lẽ họ cũng không có điều kiện, không có máy móc, hoặc là cái chỗ nó internet nó chậm, và cũng có thể là họ không có thời gian, và cũng có thể là họ đọc một mình vậy thì nhiều khi nó cũng không có được xin. Cho nên tôi chỉ giảng, phải giảng chi tiết, nhưng mà tôi nói trước là không cách nào bằng, không có cách nào bằng, không có cách nào bằng cái thanh tịnh đạo hết á nha. Thì ở đây cái xin các vị ghi nhớ này, có một cái nhân dân của mình phải biết là Pusadi đó. Cái vị này đó là một vị trưởng lão ra đời sau khi mà Thế Tôn đã viên tịch. Thì một ngày kia vị này đã đang quét dọn ngôi bảo tháp. Ba ngày liên tục đều bị ác ma quấy phá. Vì ác ma biết đây là một nhân vật đặc biệt. Đặc biệt là sao nữa? Chân tu nhiều trí tuệ đó, đặc biệt như vậy đó. Tôi quên mất rồi, tôi quên mất nha, làm ơn mà tôi đã cho cái tựa như vậy rồi mà các vị còn hỏi nữa ha. Cái phần định mà có thấy cái chữ sáu tùy niệm đúng không, để vô tôi tìm cho chắc ăn. Tôi tìm mà tôi nói là thanh tịnh đạo hả, thanh tịnh đạo, thanh tịnh đạo chương mấy rồi, chương bảy, phải rồi, chương bảy, đúng rồi, trốn rồi. Đúng rồi. Sao? Tôi không có post lên được, bởi vì tôi chạm vô đây là y chang như bữa hả nha, y chang như bữa hả. Đó, làm ơn nha. Đó, cho nên đi là lần lượt, ác ma lần lượt. Ác ma lần lượt hóa hiện thành
ba hình ảnh trong ba ngày. Lúc là một con khỉ, khi là một con bò, bữa khác lại là một người về chân. Vậy đó, thì cứ thấy ngày quét xong đó là làm dơ trở lại, cứ thấy ngày quét xong thì làm dơ trở lại một cách kiên trì. Một cách kiên trì nha, một cách kiên trì. Cứ thấy mà ngày quét xong, dọn xong chỗ nào sạch đó thì mình làm dơ là chỗ đó, mà một cách kiên trì. Ngày thấy dơ ngày quét lại thì mình lại tiếp tục, mình lại làm cho nó dơ nữa, một cách kiên trì nha. Thì ngài mới suy nghĩ, ngài nghĩ cái này không phải là con bò bình thường, không phải đây là con khỉ bình thường, mà không phải đây là một con người bình, một người tàn tật bình thường rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Thì ngài mới nói, ngài nói có phải đây là ác ma phá hay không, gọi là một phi nhân nào hay không. Ngài nói thẳng với con bò hoặc là cái người đó đó, ngài có phải không, có phải là ác ma hay là phi nhân nào phá hay không. Chứ tôi biết đây không phải con bò đâu nha, tôi biết đây không phải là con khỉ vậy nha, tôi biết ông không phải là người tàn tật bình thường đâu, nói đi, đừng có phá nha. Thì lúc đó đó, ác ma biết là ngài đã biết. Thì lúc đó ác ma mới là cho ngài nhìn thấy. Cho ngài nhìn thấy, tôi nhắc lại thì kinh ghẻ, tôi kể cho bà con nghe thôi nha. Chứ còn bà con tin hay không thì tùy ha. Đây trong rung này tôi cũng chẳng biết ai trong ai, ai là ai hết ha, trong đây nè. Thì lúc đó nó là, bữa đây chắc tôi mở ngoặc tôi nói thêm, tại sao ngày xưa nó có những cái chuyện, có những cái giai thoại như thế này mà ngày nay không có. Nó có nhiều lý do. Thứ nhất, khi mà Đức Phật ngày mới viên tịch 100 năm, 300 năm, 400 năm, 500 năm, 600 năm, thì những cái thời gian đó là những cái bậc đại căn, đại phước, đại trí, đại hiền còn nhiều lắm. Nên cái quan hệ giữa chư thiên và loài người lúc đó nó còn chặt chẽ, nó còn gắn bó hơn bây giờ. Còn mình bây giờ đó, tìm một cái người mà dám bán mạng cho cái chuyện mà tu học đó, tôi nghĩ hơi khó. Nếu không muốn nói là rất khó. Biết cái trung lâm tôi có thể kết thúc. Ngày nay cái người mà vì cái chuyện mà học đạo hoặc hành đạo mà dám bán mạng đó, rất khó tìm. Một cái vị mà coi như là thật lòng không màng danh lợi gì hết thì không phải dễ. Và ở đây có một cái chuyện này các vị bắt buộc phải biết. Bắt buộc khi nghe giảng kinh này là bắt buộc phải biết chuyện khác. Dầu lòng không cầu danh lợi cụ thể, chỉ cụ thể nghĩa là rõ ràng đó, nhưng vẫn mong người ta biết đến mình, hay khi được phát hiện thì lòng vẫn thì đó vẫn chưa là đúng mức. Đó, cái câu này là phải biết rồi đó. Dầu lòng không cầu danh lợi cụ thể. Danh lợi cụ thể là sao? Cái là mong là tôi được người ta tôn sùng, được người ta cúng dường hộ trì, cái đó là cụ thể ha, mình không có mong cái đó. Nhưng mà khi, nhưng mà trong bụng á thì vẫn mong người ta biết. Ngài vẫn mong người ta biết là mình á là hành giả thứ thiệt, mình á là uyên bác nè, mình là giỏi nè, thì vẫn mong như vậy. Gọi là cái hạng mà khá hơn nữa, mong thì không có mong. Nhưng mà khi thấy ai đó đó, khi thấy mình mà được phát hiện, tức là mình không có đi tìm đến người khác, nhưng mà khi thấy người khác họ phát hiện ra mình á thì mình cũng thấy vui, thì cái đó là chưa có đúng mức. Thật sự là đúng mức đó thì người ta không có màng tất cả. Tôi chỉ gợi ý một chuyện thôi nha. Các vị cứ tưởng tượng các vị đứng trên, đứng thẳng lưng lên nha, đứng thẳng người lên. Các vị nhìn xuống đất á. Tại sao tôi kêu đứng là vì đứng nó cao hơn ngồi đúng không? Mà khi nó cao hơn thì cái khoảng cách nó xa hơn một chút.
ha. Cái vị đứng thẳng người lên, cái vị nhìn đó, cái vị thấy có ổ kiến ha. Và trong cái ổ kiến đó, nó cũng có những con kiến giỏi, rồi có những cái con kiến nổi tiếng. Ví dụ tôi đang giả định thôi nha. Rồi những cái con kiến khác mà đi cung phụng, rồi lễ bái, rồi kính trọng, rồi đồn đại nhau. Thì các vị tưởng tượng cái chuyện mà xảy ra, chuyện đó mà nó xảy ra trong bầy kiến, mà mình là con người với cái sức dốc mấy chục kilo hả, mình mà mình đứng mình nhìn như vậy đó, mình nghĩ được nó có đáng gì hay không? Cái chuyện xảy ra trong một cái hậu kiến như vậy, nó có đáng gì hay không? Thì những cái vị trời như chư thiên, dục thiên, phạm thiên, hay là như là bác bậc hiền thánh thì khỏi nói rồi. Mà chỉ cần cái người mà phàm mà bên ngoài cái hội chúng, bên ngoài cái cộng đồng, bên ngoài cái xã hội đó, đó mà người ta nhìn thấy cái danh cái lợi ở một cái nơi chốn nào đó của một cá nhân đó, họ nhìn nó coi nó ra hết. Thì mình cũng vậy, những gì mà mình bỏ cả đời mình ra mình đầu tư, mình kiếm tiền, mình mong mỏi để thực ra đừng bắt người khác, nó cũng chẳng là cái gì hết. Thế là cái đó thiệt. Thế thì như Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Trí Quảng, gọi là ông Vạn Hạnh, là ông Minh Châu chẳng hạn, thì phải nhìn nhận cái Việt Nam những cái vị như vậy mà tu hành đến mức như vậy thì phải là lên tới đỉnh rồi đó. Nhưng mà thực ra đó, cái vị nếu mà đúng là chân tu, cái vị có thời gian để mà hưởng cái này hay không? Nếu mà đúng là chân tu thì đi đâu cũng mong ăn cơm ngồi trước, đi đâu cũng được người ta dòm ngó, người ta chú ý cái thời gian. Nếu mà đúng là chân tu biết để mình, hoặc là mình cũng có mong, nhưng mà khi mà được phát hiện ra mình vẫn vui thì cái đó chưa đúng mất. Bởi vì thật ra nó chỉ là sự mệt mỏi thôi, hoặc là giấu nó mình nói được một cách khác là mình thấy rõ ràng là một đám sinh viên nó hâm mộ mình, nó không giống như là một đám con nít mà lớp 2, lớp 3 nó hâm mộ mình. Nếu mình là một cô giáo mà được học trò nó thương, lớp mầm non ở Việt Nam đúng là cái mầm non mà mấy đứa học trò nó gặp mình nó thích lắm, tại vì mình hiểu được con nít, mình hiểu được con nít cho nên cái đám nó thích mình lắm. Thì mình thử hai cảm giác khác nhau, một bên là một đám sinh viên nó tôn trọng mình, còn một bên là một đám con nít nó tôn trọng mình, thì mình nghĩ hai cái cảm giác nó khác nhau. Ở đây cũng vậy, cái phần cả tán thán cái người sống như thế nào mà các cái bậc hiền trí đó, mà khi họ nhìn về mình ấy, họ tôn trọng mình, thì nghe nói cái nếp sống nó đáng hơn liêm là một cái quần chúng cuồng tính thiếu trí mà nó tôn trọng mình. Đó mà đi từng bước. Rồi tới bước hai, cho dầu các vị hiền trí có tôn trọng mình đó thì sao, thì đời ai nấy lo. Nói thẳng luôn, đời ai nấy lo. Ví dụ như bây giờ mà Hòa Thượng Nhất Hạnh mà dầu chưa có được tất cả các vị tu đức ở Việt Nam tôn trọng rồi thì sao? Thì cứ 90 là phải vô hòm, 90, 95 là phải vô hòm. Nên chứ bây giờ biết làm sao, rồi cứ đến cái tuổi thì phải vô hòm, vô quan tài nằm thôi nha. Hồi nhỏ mình tu mình mong lên đại đức thượng tọa, chứ thật ra mình nghĩ rồi lên cái gì, lên thượng tọa rồi lên tới hòa thượng, rồi lên tới đâu nữa, lên tới bàn thờ, hết chỗ lên rồi, cuối cùng nó lên tới bàn thờ thôi. Cho nên tôi phải đi một vòng giống như lạc đề để tôi mới trở lại vấn đề đó. Cái người mà chân tu như vậy rất là khó kiếm, khó ghê lắm nha, khó ghê lắm. Thì ác ma biết như vậy đó, cho nên ác ma mới phá. Và khi ác ma biết cái con người này nè, cái con người này nè đã biết mình á, thì ác ma mới có một chút giống như là tôn kính. Thì ngài mới nói thế này: ác ma xin lỗi ngài, ngài nói bây giờ tôi chỉ xin ngài giúp tôi một chuyện thôi, tôi sinh sao đẻ muộn, tôi không được nhìn thấy Thế Tôn, thì xin ngài cho tôi được nhìn thấy một lần thôi, được không? Nhớ nha, phút sẽ đi quá. Thì ác ma thấy được, thì chút xíu biến búng. Một lát sau thì ngài nhìn thấy từ ở trong rừng hình ảnh Đức Thế Tôn xuất hiện cùng với 1250 vị đi theo, ông bác nghiêm trang từ cái khu rừng đi ra. Thì vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn từ tóc rồi tới bàn tay ôm bác, rồi cái bàn chân bước đi, cái bàn tay ôm bác như thế nào, cái lá y trên mình của Thế Tôn trong kinh mô tả nó vừa vặn và được Thế Tôn đắp cái người gọn gàng mà đẹp không thể đẹp hơn. Vì cái bản giác mà và sử dụng y bác là ở một cái cách mà gọi là không phải là ngài làm dáng, nhưng mà lấy vì ngài làm một cách đẳng khác, cho nên ngài sử dụng y bác mà hoặc là sử dụng đồ đạc, thì ngài cầm một cái vật gì đó, ngài cầm một cái cách mà gọi là không thể tốt hơn, không thể đẹp hơn, không thể hơn được, đó gọi là chánh đẳng giác. Nhắc lại, không phải ngài làm dáng, không phải ngài làm dáng, mà đây đó là bậc đại trí mà. Ngài cách ngài cầm một cái ly nước, cái cách ngài cầm lên một cái
cái bình bát là phải nói là cái cách cầm đẹp nhất, cái cách cầm thông minh nhất, không thể thông minh hơn, không thể đẹp hơn, không thể tuyệt vời hơn. Thì khi mà ngài Pusadena đã nhìn thấy như vậy đó, thì ngài mới suy nghĩ thế này: mai là đây là cái hình ảnh của một con người mà do tham sân si mà dùng thần thông tạo nên, chứ không phải là hình ảnh thiệt. Thì ác ma là trời ơi mà, ác ma là chân trời ơi. Thì mai là đây là cái hình ảnh do một cái người trời ơi mà họ chỉ copy, họ chỉ scan cho mình câu thôi, mà mình còn nhìn còn rụng rời, còn sửng sốt như vậy. Thì huống hồ một cái con người thiệt mà không tham không sân không si thì còn sao nữa. Khi mà ngài nghĩ như vậy đó, thì cái đức tin của ngài nó lên tới óc luôn, từ kia nó lên tới óc, nó dồn óc của ngài ha. Nhưng mà có một điều mà các vị pháp sư và các vị dịch giả đó, họ bỏ sót cái chỗ này rất là quan trọng, là cứ kể tới chỗ mấy cái chỗ mà mấy người mà hoan hỷ mình thì mình đắc đạo đó, thì các vị chỉ kể đơn giản, ví dụ như là lúc đó ông này ông nghe pháp ông hoan hỷ quá, ông đắc, là mình thấy có chỗ mơ hồ ở đây, không biết là cái mọi sự nó diễn tiến ra làm sao, diễn tiến ra làm sao tự nhiên cái niệm Phật cái đắc à, không phải. Mà hôm nay người ta kể rõ cái nghe đắc là đắc như vậy nè, tức là ngày là ngày phút sau đi bác, nhìn hình ảnh đẹp như vậy ngài hoan hỷ. Một ngày mới nghĩ đến một chuyện, một cái con người mà tu hay tập ba la mật mấy chục ngàn a tăng kỳ, cuối cùng trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, có 32 hảo tướng, 80 cái tướng phụ như thế này, được nhân thiên ba cõi quy ngưỡng, trời người là đảnh lễ ta bái sư, một con người mà là đáng kính đáng mến như vậy đó. Vậy rồi thì sao? Cũng đi vào bóng đêm của lịch sử. Một cái nhân cách vĩ đại như vậy cũng bị vô thường, thì xá gì là ta, xá gì là thiên hạ quanh ta, xá gì là cây cỏ đất đá trong trời đất này, cái gì mà không bị vô thường. Khi mà một nhân cách vĩ đại như vậy, một cái kết tinh từ mấy chục a tăng kỳ ba la mật như vậy mà cuối cùng cũng phải kết thúc, thì xá gì là núi non sông rạch ao hồ, xá gì là chim muôn cầm thú, xá gì là nam phụ lão ẩu trong cái thế giới loài người này, tất cả đều phải vô thường hết. Người ta là tinh hoa của vũ trụ mà người ta còn phải ra đi, thì xá gì là những thứ còn lại. Nghĩ như vậy đó mới chứng quả là nghe. Chứ còn mà cứ nói niệm Phật cái quan hệ quá đắt, không dám đắt đâu, không dám đắt, không dám đắt mà lạ rồi. Từ cái niệm Phật mà làm sao mà có cái thứ niệm xứ được, không thể nào, mà phải đi đúng mức như vậy đó, chứ phải nào từ cái quan hệ quá là đắt à. cứ kể chỗ đó đã, mà bà con mà được có một cái vừa dốt mà vừa dễ dãi, cứ nghe vậy cái cắm đầu xa thú thôi, cái cắm đầu xa thú thôi. Cho nên là đây mình phải nhớ chỗ này, niệm Phật có cái lợi như vậy đó. Niệm Phật đó là để thấy được, không phải là cứ réo cái tên, mà niệm Phật có để thấy được từng ý nghĩa của hồng danh. Thí dụ bây giờ tôi giải thích nhé, Sắc Cơ Hoa làm sao. Sắc Cơ Hoa nó có nhiều nghĩa, đây mình chỉ lấy hai nghĩa thôi, bà con coi thêm. Sắc Cơ Hoa có ít nhất hai nghĩa, ít nhất là hai nghĩa ha. Một là người hữu phúc, một là người hữu phúc, một là người hữu phúc có đủ công đức để sở hữu tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Nghĩa hai là người phá nát, người phá nát tất cả những thứ ác xấu bất thiện đó. Chữ các bạn có hai nghĩa như vậy đó. Một á là cái người hữu phúc có đủ công đức để sở hữu tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trên đời này. Dạ, có nghĩa là những cái gì thuộc về danh, về lợi là các cái, thì ngài là người có đủ phước nên ngài sở hữu tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất trên đời. Thứ hai là ngài phải là người phá nát tất cả những cái thứ ác xấu bất thiện. Những cái pháp qua nghĩa là như vậy đó.
trong cái giải mình không, chỉ để vắn tắt gì đấy, miễn là không thấy là con thôi nha. Chữ qua được cái chữ A-ra-hang, chữ A-ra-hang ở đây nó cũng có hai nghĩa. Cái chữ A-ra-hang nhé có ít nhất là hai nghĩa. Một là xứng đáng với tất cả sự cúng bái của nhân thiên và lìa bỏ được bất thiện. Bởi vì mình thấy đó là A-rí ha, A-rí là kẻ thù, ha là giết, giết chết. Để như vậy A-ra-hăn là người giết chết kẻ thù, phiền não sinh tử đó. Cái người này là không có còn không có còn mà dung túng cho cái phiền não trong lòng mình nữa. Còn tất cả chúng ta phàm phu gọi là đang dung túng kẻ thù, tất cả phàm phu đều là người dung túng kẻ thù, nuôi thù để chờ ngày bị hại đó, đều là kẻ nuôi ông tai áo hết á nha. Nuôi ông tai áo mà nuôi khỉ dòm nhà nha, là người là phàm phu. Tức có nghĩa là a là mình cứ tìm cách mình thích cái này mình ghét cái kia, mình thích cái này mình ghét cái kia. Mình học đạo mình biết là phiền não không có tốt, mình biết tham là thích cái này thích kia là không có tốt, biết ghét cái này ghét cái kia là không có tốt, biết vậy thôi. Chứ khi mà ra khỏi cái đạo tràng rồi thì cái nào thích thì tiếp tục thích, cái nào ghét sợ thì cứ tiếp tục ghét, cứ tiếp tục sợ ha. Cái thay vì mình nhìn ngắm mọi thứ nó là nó thôi, không có can dự cảm xúc trong đó ha. Nhưng mà mình đằng này là nói cho vui vậy thôi, chứ còn về là vẫn cái con đường xưa em đi thôi. Nè, mình là những kẻ dung túng kẻ thù, mình là cái người dung túng kẻ thù nha. Còn cái vị A-la-hán là sao, là cái vị người đã giết chết kẻ thù. Và kẻ thù đây là gì? Kẻ thù đây tức là phiền não, rồi cái gì nữa là năm uẩn. Có nghĩa là ngài chỉ còn là làm việc với năm uẩn trong một lần cuối cùng này nữa thôi. Mà tại sao năm uẩn nó cũng bị xem là kẻ thù? Bởi vì nó làm cho mình mệt. Hiểu cho rốt ráo đó, thì cái sự tồn tại của năm uẩn nó chỉ làm cho mình mệt. Dầu cho đó là sự tồn tại của năm uẩn nơi mà bị chánh đẳng cảnh giác, thì cái ngày nào bị chánh đẳng cảnh giác còn sống chưa có viên tịch, thì cái ngày đó ngày còn bị mệt mỏi, còn phải ăn uống đi đứng tắm rửa sinh hoạt làm gì làm. Nếu mà nó rốt ráo đó, một khi mà mình thấy cái sự có mặt ở đời này nó không có gì để vui đó, thì cứ một ngày có mặt là một ngày phiền phức. Và về cái điểm này, đây là một cái điểm rất là sâu, và điểm này thì mình phải về mà mình tùm mờ rồi gác chân lên trán suy nghĩ gì nào thấy được thì thôi. Bởi vì ngày nào mình chưa có thật sự mình sợ cái sự có mặt của năm quẩn thì ngày đó đừng hòng mà nói đến niết bàn, đừng hòng mà nói đến những tu thiền quán nha. Là phải nói rõ như vậy. Bởi vì mình không nghĩ, thứ nhất là mình không thấy được cái bản chất thật sự của nó là sự là chấp nhau. Mình không có thấy chán. Tất cả những gì mà mình đam mê nhất, tất cả những gì mình ghét sợ nhất, thì nó chỉ tồn tại trong từng sát na, tức là cái trước mắt, cái sau xuất hiện cứ như vậy. Mà cái điều này chỉ có một hành giả tứ niệm xứ mới thấy được. Và nói ra nó hơi kỳ, chứ trong kinh nói được ha. Mà mình bây giờ thì là mình là loại hạng ngựa nào cũng ngựa. Thứ nhất đó là bị một roi, bị thấy cái dáng roi thì chạy, thấy cái dáng roi thôi là chạy, thấy nhát thấy quơ cái roi là nó chạy. Cái loại ngựa thứ hai là quất một cây nó mới chạy. Cái loại ngựa thứ ba đánh hơi gác khá nó mới chạy. Và loại ngựa thứ tư là coi như là giết chết nó cũng chạy.
Thì bốn loại ngựa này nó tượng trưng cho bốn cái hạng người trên đời. Thì có những người họ thấy cái dáng roi là họ chạy, có nghĩa là họ chỉ cần họ nghĩ thôi, bằng suy nghĩ họ ngồi ngẫm nghĩ như thế trời đời kỳ quá, là họ đã buông hết rồi đi tu. Cái hạng thứ hai đó là phải đợi cái một cái trong người quen người thân của họ nó có một cái chuyện gì đó họ mới sốc họ mới đi tu. Rồi cái hạng thứ ba là bản thân họ phải bị một cái chuyện mà kinh thiên động địa, kinh thiên động địa, một cái chuyện mà trời long đất lở họ mới đi tu. Ví dụ như nó bị xe cán chết ngắt đó, hoặc người yêu của mình bỏ mình đi theo người khác lừa dối ôm sập tiền bạc của mình đi. Hoặc là tự nhiên nguyên cái công ty hãng xưởng bị cháy sập, bây giờ nợ nó lên tới núi lên ngập đầu luôn đó. Ví dụ như vậy, một cái sự kiện sự cố nào đó mà nó phải nói là nó ghê gớm gớm thì mình mới thấm. Mình để mình đi tu. Cái loại nội thứ ba là phải bị đập hơi khá mới chịu chạy. Còn cái hạng thứ tư đó là ngựa mà kiểu như là có đập chết cũng không chạy. Thì đây là tượng trưng, đây là chỉ cho những cái người mà cỡ nào đi nữa thì cũng không có đi vào đến chánh pháp được hết. Cho nên là mình nên là nói gì thì nói gì, chứ mình không biết mình là cái loại ngựa nào trong bốn loại này. Cho nên tôi đang giảng về cái A-la-hán để sẵn tôi nói luôn như vậy đó ha. Tức là nghĩa là A-la-hán là cái vị mà để giết chết cái kẻ thù hại mình, riêng kẻ thù nha. Mình là cái dung túng kẻ thù, ok. Rồi A-la-hán, rồi tới chánh đẳng chánh giác là sao? Chánh đẳng chánh giác là cái vị mà tự mình có cái khả năng giác ngộ. Cái chữ samma ở đây có nghĩa là hoàn toàn, thế hoàn hảo. Rồi cái sam bất thô là tự ngộ, tự chứng, không cần thầy dạy. Hảo có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị độc giác ấy. Bên Hán Tạng gọi là vị Bích Chi ấy, Bích Chi Phật ấy. Thì đúng là Sambuddho là tự giác ngộ, nhưng mà kêu là hoàn hảo thì chưa. Bởi vì nhưng vị độc giác cũng được ngộ, nhưng còn có chỗ không biết. Chỉ am tường con đường giải thoát Phật toàn giác ấy, chánh đẳng giác ấy, thì cái gì cũng biết. Rồi xem lại kinh gì, kinh Sinh Sa Ba đó. Giảng thôi, giảng bởi vì ta có phải coi động vậy đó. Nhìn kinh này nhớ kinh kia, đón xuân này ta nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi có giao thừa. Đã là chỗ đó, tức là nhìn cái kinh này là mình đã nhớ kinh khác. Tức là xem lại kinh Sinh Sa Ba, trong đó Đức Phật ngày tôi được trong đó có kể cho mình nghe một cái giai thoại nhỏ xíu thôi. Nhưng mà nếu hôm nay mà tôi có người tới hỏi tôi thì chỉ chọn ra 20 cái bài kinh dài ngắn để mà cắt lên đá cho bà con tu học, cho những người mà đại chúng mà dốt như con bò đó để bọn học á, thì tu 20 bài kinh được có bài này. Sẵn cái này tôi nói luôn, biết đâu tôi làm được và đời sau làm được. Tôi qua Miến Điện, Thái Lan tận mắt nhìn thấy những cái bộ tam tạng mà khắc bằng đá thì tôi thấy cũng hay. Cái niềm tủng bụng của tôi chưa có vừa lọc, tức là nếu tôi là một người có khả năng tài chính, tôi sẽ không có khắc lên đá để nó bị mòn đi, để bị bẻ nữa. Tôi sẽ cho khắc tam tạng Bali lên những tấm. Việt Nam mình còn kêu bằng những tấm thạch thanh nhưng mà Việt Nam kêu bằng titan phải không ta? Phải kêu titan không? Việt Nam kêu titan phải không?
Bên Mỹ kêu titanium. Titanium tiếng Việt mình không có hả? Mình không có cái chữ để dịch cái này. Titanium nó là một cái kim loại mà nó cứng hơn thép, mà nó nhẹ thì hơn nhôm. Cứng hơn thép, nhẹ hơn nhôm, mà coi như nó là, nó coi như là nó không có bị mòn. Nó bị mòn mà nó nhẹ lắm. Ví dụ như bộ tâm tạng của Miến Điện của Thái Lan ấy, Thái Lan có gì tới Buddha Mon Thon ấy, thì có gì gặp đó là nguyên bộ tâm tạng bằng đá là nhìn đá thiệt. Nhưng mà nếu mà các vị còn nghe rõ không, các vị ok, cái này nó nhẹ mà nó bền theo năm tháng. Có khi tôi đọc một bài báo, người ta nói rằng cái bài báo thể là 100.000 năm nữa thì nền văn minh này còn lại cái gì. Tức là nếu tới đây thì phát triển nữa nha, tới đây thôi, thì 100.000 năm nữa còn là cái gì. Thì họ nói rằng 100.000 năm nữa thì cái còn lại là chỉ là những cái gì mà nó bằng titanium thôi, còn tất cả là tiêu hết. Chỉ có cái gì mà bằng vàng hoặc bằng titanium đó, hoặc bằng platinum đó, chỉ còn bằng bạch kim ấy, bằng platin ấy, thì còn, chứ còn tất cả đều hư hết. Thì những bài báo đó trong mắt những người khác thì họ coi nó rất là thường, mà riêng với tôi thì bài báo đó rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Là bởi vì sao? Vì bài báo đó làm cho tôi thấm thía một điều, thì ra mọi thứ rồi thì sẽ mất. Thì ra 100 năm nữa thì 7 tỷ người trên hành tinh này không còn một mắm. Mình nghĩ tới đó mình mới xanh mặt. Nếu tôi nói các vị nghe kịp không? 100 năm nữa thì 7 tỷ người hiện giờ nè đang có mặt trên hành tinh này nè sẽ bị thay thế hoàn toàn. Mình nghĩ cái đó mình mới rung. Nghĩa là bây giờ mà mình đi ra ngoài phố, mình thấy người là người. Đi máy bay mình nhìn xuống thấy phố xá đầy người hết ha. Thì cái tâm niệm như vậy, 100 năm nữa thì toàn bộ nhân loại trên trái đất này sẽ bị thay thế bằng những người mới. Nghĩ gì mới thấy hết hồn. Có nghĩa là hôm nay mình nghĩ đến cái này xài bền nè, cái này xài nè, chắc nè, thì mình đời về mai mốt mình chết bỏ lại hết. Cho nên mình hãy để lại cái gì mà nó có giá trị, nó có lợi ích cho mình, cho người khác, đời này và đời sau. Chứ còn nếu mà chỉ đơn giản là một cái món đồ mình thích, thuần túy vật chất thế nào, thì nó không đáng để mình đầu tư như vậy nha. Thì ở trong kinh Sinh Sa Ba đó, Đức Phật giảng dạy thế này, này các ngài hốt một nắm lá nhỏ trên tay, nói này các tỳ kheo, cái điều mà Như Lai hiểu biết đó, nó nhiều như khu rừng, mà cái điều mà Như Lai nói ra cho các ngươi nó ít như là cái số lá trong cái nắm bàn tay, nắm tay này vậy đó. Đó, cái chữ Samma Sambuddho là như vậy đó. Nhắc lại nha, Sambuddho là tự ngộ, còn Samma là hoàn hảo. Hoàn hảo là như vậy đó, là cái biết của ngài đó ha, là không bỏ sót cái gì hết. Cho nên là vị độc giác là rất là am tường cái con đường đến giải thoát, đúng. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà làm sao mà để tu hành giải thoát ra, thì những chuyện mà ngoài ra đó có cái ngài cũng biết. Nhưng mà riêng người chánh đẳng giác thì cái gì cũng biết, cái gì cũng biết, mà đặc biệt là đã tự ngộ mà lại tự ngộ một cách hoàn hảo, có nghĩa là cái gì ngài cũng biết. Thì các vị nó hỏi tôi kinh nào thì nó nói thêm một cái kinh nữa, đó là kinh Vương Tử Bồ Đề trong Trung Bộ ha. Đọc thêm bài kinh này thì coi thêm bài kinh này đó, thì ông Bồ Đề hỏi ngài, ông Bồ Đề không hỏi ngài thì Bạch Thế Tôn, con nghe nói Thế Tôn là bị chánh đẳng giác, được toàn giác, cái gì ngài cũng biết. Như vậy khi mà trả lời một câu hỏi cho người khác, ngài có suy nghĩ không? Thì Đức Phật ngài trả lời thế này: Hoàng tử có biết rõ tên gọi từng cái bộ phận trong cái chiếc xe ngựa hay không? Thì hoàng tử nó chả biết. Tại vì cái xe ngựa này nó không có gì hết, nó cũng ba cái đầm rồi căm rồi dành niền rồi thùng rồi cắt rồi kế rồi cương đó, đó là ghê đôi chỉ mấy chữ đó thôi. Thì Đức Phật hỏi người có biết rõ, hoàng tử biết rõ những cái tên gọi, tôi biết rõ tên gọi của những cái thứ mà trong cái thùng, trong cái chiếc xe ngựa này hay không? Thì hoàng tử nó chả biết chứ, không biết chứ. Thì Đức Phật hỏi gì chứ, nếu mà biết như vậy thì cái người hỏi ngươi những cái tên gọi đó ngươi phải suy nghĩ gì không? Nó giải không,
Con biết rằng, hỏi là con trả lời liền. Thì cái tội nó cũng vậy. Đối với ta, khi mà người ta khác hỏi cái gì thì ta cũng phải không có phải đắn đo, không có phải phân vân suy nghĩ khó khăn. Thì ở đây cũng vậy đó. Ở đây mình học về Samma Sambuddho, cái hồng danh thì có nghĩa là như vậy, cái là Thế Tôn là tự ngộ mà lại hoàn hảo, không có khiếm khuyết cái giống gì mà cũng biết. Ok. Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno. Vicca Charana Sampanno là minh hạnh túc. Minh hạnh túc, minh ở đây là lục thông cộng với cái gì để cười bảy pháp hiện trí, chuyện để nói hiện trí cho bà con chứ, bảy pháp hiện trí: tính, tấn, niệm, tam, quý, đà, văn, trí tuệ. Biết cha đây là bát minh hả? Bát minh ở đây tức là lục thông. Mất tiêu rồi nhỉ? Các vị có biết không? Là ở trong kinh, khi mà nói về gọi là sáu thông á, thì nhiều tài liệu nói khác nhau. Nhiều tài liệu nói khác nhau. Bây giờ chẳng hạn như đây là có tài liệu mà tôi cho các vị biết ra. Thứ nhất đó là bị lực thông là biến hóa thông. Rồi cái thiên nhĩ thông, rồi thì tha tâm thông. Tại sao không có thiện nhãn ta? Để lát mình ta mới gom chung vậy. Tha tâm thông gọi là chê tố và ari giá nhà nè. Mà tại sao mà tôi tại sao đang giảng là minh hạnh túc, mà tại sao tôi giảng tôi qua chữ này? Là bởi vì cái chữ minh ở đây nó gồm có lực thông và cái gì đó thì cái đó là đang đi kiếm cái đó là tha tâm thông. Biến hóa thân có nghĩa là mà bay lên trời, rồi là độn thổ, rồi lặn nước, rồi đi xuyên qua tường, xuyên qua núi, rồi biến thành cái này, biến thành cái kia, đó gọi là biến hóa thông. Thiên nhĩ thông là có thể nghe được những âm thanh xa mà ta thường không nghe được, nghe được những âm thanh nhỏ mà ta thường không nghe được, nghe được những thứ mà tiếng nói của chư thiên mà là tai người không có nghe được. Rồi có tha tâm thông là cái tâm hiểu được, cái mình hiểu được cái người khác đang nghĩ cái gì. Rồi tiếp theo đó gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông gọi là bất kế lý qua sát như vậy đó. Rồi mà tới thiên nhãn thông và hai trường hợp thấy được. Thấy được những thứ mắt thường không thấy, và thấy được nhân thiện ác nào đã khiến chúng sanh được vui thì khổ. Đó, cái đi bên trái cuối này nó gồm hai vậy đó. Rồi cái cuối cùng á là lậu tận thông a sa vất khai nhà này, là cái trí chấm dứt tất cả phiền não hả. Đó gọi là thông đó, gọi là lục thông đó. Lục thông là gì đó? Các vị đi vô trong cái chương 7 giùm tôi nha, trong phần định đạo á ha. Phần định á, các vị vô trong cái chương 7 giùm ha. Thì trong đó có giảng về cái giảng về ý nghĩa của minh hạnh túc. Hồi nãy giờ tôi ngừng lâu là tại vì tôi đi tìm cho các vị những cái nguồn tài liệu khác ha. Thì có vị nãy giờ có thấy không, các vị cứ vô trong cái không phải thì cái minh ở đây đó, cái minh ở đây gặp lục thông. Hồi nãy giờ tôi nói đó, các vị cứ ghi đủ lục thông đó chưa. Lục thông nãy giờ vừa ghi cộng thêm cái gì, cộng thêm cái là
Mano. Mano mà nhất thiết là ý hóa thông. Và Vipassana nhàn á có nghĩa là tuệ quán thông. Đó là các vị đã bởi nãy tôi vừa nói từ nãy giờ các vị có thấy tại sao mình đang giảng về bề minh hạnh túc, tại sao tôi đề giảng về lục thông làm sao, là bởi vì minh hạnh minh ở đây là bát minh, minh ở đây là bát minh tức lục thông cộng thêm hai thứ nữa. Đó, hai thứ nữa là gì? Là ý hóa thông và tuệ quán thông. Ý hóa thông ở đây có nghĩa là có thể một người hóa thiện thành ra là nhiều người. Đó. Và sở dĩ cái này nè mà không kể chung với cái biến hóa thông làm sao, là bởi vì cái người mà có khả năng mà biến hóa tùm lum hết trơn á chưa chắc là có khả năng làm được cái này. Bởi vì cái này nó khó là khó chỗ này nè, nó khó chỗ này. Tức là mình hóa cái biến hóa thông á, là mình hóa hiện ra con bò, con trâu, con dê, rồi mình hóa hiện ra nhà, cửa, phố, xá, tùm lum. Cái đó nó dễ, mà cái này mới khó. Là mình hóa hiện ra bản thân mình á, bản thân mình nè, ra 100 người, 1000 người, mà mỗi người như vậy sinh hoạt khác nhau. Cái đó hơi mệt á, cái vụ này mệt á. Bởi vì ai mà có đọc phong thơ tịnh đạo mới thấy cái hóa hiện thần thông cũng phải là một cái người như thế nào, phải nhanh mà phải lanh, cũng giống như là mình thấy học toán lớp đó, thì học giống nhau, nhưng mà để có được cái nhanh của anh chàng Đề Lô Pháo Binh đó, để biết ai biết Đề Lô Pháo Binh không ta, cái anh chàng mà anh chấm tọa độ để cho người ta rót pháo vô đó, mà hai bên đang bắn nhau cắt cùm ở ngoài chiến trường đó, mà ảnh cho được cái tọa độ để ngoài kia họ rót vô đó, thì cái lúc mà nó đúc khẩn như vậy mà làm tọa còn làm toán được đó, thì cái năng phải dễ nha. Hoặc là mình thấy cái khả năng làm toán của một phi công chẳng hạn thì phải nhanh, còn cái trường hợp mà họ phải cộng trừ nhân viên rất là nhanh. Chứ không phải như mình học dưới đất, mình ngồi trong lớp mình cứ có từ giấy có khi viết mình nghĩ em ra mình cắn bút cho nó gãy hai cái giấy kỳ cái đó nó ra à. Còn cái này không phải, cái này nó lâu hơn, cho nên cái này nó khẩn hơn, cái này nó khẩn cấp hơn. Đây cũng vậy, cái chuyện mà một người không biết gì á thì nghe cái này dễ hiểu, nhưng mà nếu có biết chút chút thì nghe mới thấy cái này nó khó, cái này nó khó làm lắm. Nó khó ở chỗ là cái biến hóa thông là biến hiện tùm lum mắc mới gì hết, cái biến hóa thông là biến ra chính mình nè, mà ở nhiều cái hoài nghi, cái nhiều cái tư thế khác nhau. Một người thì đang thuyết pháp, một người thì đang đi bát, người đang giặt y, người đang nằm đọc sách, thí dụ như vậy mà vị đã có thể làm được. Thì cái này gọi là ý hóa thông. Ở tuệ quán thông thì bà con biết rồi, tức là cái trí quán xét danh sắc năm quẩn trên cái cạnh tam tướng. Và các vị sĩ ngạc nhiên tại sao cái này được kể ở đây, bởi vì cái này, một người phàm phải sống trong niệm xứ để chứng thánh, chứng thánh được cái mình quá, chứng thánh rồi vẫn sống trong niệm xứ vì không còn cảnh giới nào đáng để rong ruổi nữa. Quý vị các vị có hiểu không? Quý vị các vị có hiểu không? Các vị có hiểu không? Dạ rồi. Tại cái là người phàm thì phải sống trong bốn niệm xứ để chứng thánh, mà chứng thánh rồi thì vẫn tiếp tục sống trong niệm xứ. Là vì sao? Là vì không còn cái thế giới nào đáng để họ rong ruổi nữa. Làm sao? Thì như phàm phu mà đắc thiền thì thôi, ăn là cứ cắm đầu hành nhập thiền nhập định cho nó đã. Rồi không thì mấy bà mấy cô thì trang điểm phấn son rồi shopping mua sắm, của đàn ông thì đua xe uống rượu rồi săn bắn câu cá đánh bài vô quán bar, còn không đi đánh góp đánh tennis vân vân. Nói chung là phàm phu là phải có một cái gì đó để đam mê,
còn không thì chung vô thư viện làm con mọt sách, chung vô phòng lab phòng thí nghiệm để nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, đại khái vân 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 vân. Nhưng mà riêng đối với bậc thánh thì các vị thấy tất cả những cái hoạt động của chúng sinh đều là rồi buông, và không có một cảnh giới nào để các ngài chìm sâu vào trong đó, chỉ còn một cái đó là an trú trên niệm xứ, có nghĩa là mình đang ra làm sao mình biết rõ như vậy chỉ vậy thôi, thì đó được gọi là tuệ quán thông. Thì tám cái ni này được gọi là bát minh trong trường hợp này. Tám cái vừa kể được gọi là bát minh ở đây. Còn 15 hạnh ấy, minh hạnh tốt thì tốt là đầy đủ ha. Thì mà minh mình kể rồi, rồi hạnh ở đây các vị thấy rồi, hạnh cái việc có ghi ra giùm tôi đi, cái ai nè, ai là giọt mưa cuối mùa nó ghi giùm tôi đi ha. Giọt mưa cuối mùa có mở được thanh tịnh đỏ không ta, hay là ra ngồi chờ tôi viết ra giới hả, thuần thuốc sáu căn hả, rồi tri độ hả, rồi tỉnh thức hả, 1, 2, 3, 4 rồi, rồi tính tánh niệm tuệ tam quý đa văn 4 thiện vô sắc, rồi rồi tức có nghĩa là giới nè, thun thúc nè, trí độ cái này tôi sẽ giải thích sau. Trí độ gọi là phô chân ni, phô chân ni mắt tay nhúc ta, trí độ là ăn uống tiết độ chừng mực, không tìm cái thích để ăn và cũng không ăn quá no vì thèm hay đói. Đó, đó là trí độ đó. Trí độ là vậy đó. Còn cái tỉnh thức ở đây đó gọi là jagriya. Jagriya là chỉ nghỉ ngơi vì cơ thể không thể tiếp tục hoạt động bình thường, hoạt động nặng nhọc chứ, nặng nhọc nữa, không ngủ do lười biếng hoặc thích an dưỡng. Đó, cái tình tự chữ, cái chữ mà tỉnh thức ở đây là vậy. Còn trong đây, bản dịch ở trong đây thì là để là chánh niệm tỉnh giác. À, nó kẹt thì tại sao phải có cái Pali ở chỗ đó, nhớ nha, ở trong bản tình đạo chỗ đó để là chánh niệm tỉnh giác, để vậy là chết người ta rồi. Mà đây phải hiểu cái chỗ này là chữ ca, cái Pali chỗ này để là chánh niệm giác, có nghĩa là vị này không có đam mê đắm đuối trong cái chuyện ngủ nghỉ, có nghĩa là chỉ nghỉ ngơi vì cơ thể không có tiếp tục hoạt động nặng nhọc được nữa, nghĩa là sao? Nó không thể tiếp tục mà nó gượng, nó gồng được nữa, nó không thể tiếp tục ngồi, chứ không thể tiếp tục đi, không thể tiếp tục đứng, không thể tiếp tục làm việc như bình thường nữa. Nó phải được nằm xuống nghỉ ngơi, thì đó gọi là chơi cái đó chứ. Còn phàm phu mình thì mình ngủ khác. Mình ngủ là gì? Mình buồn ngủ, còn mình làm biếng, mình muốn an dưỡng. Đó, nó khác đó nha, hạ thật biệt đó. Bây giờ mình nói dễ lắm, cái hành giả mà tinh tấn nó khác hành giả dễ vui, dễ ngươi. Cái hành giả tinh tấn là người ta chỉ ngủ khi nào người ta gồng không được nữa, người ta cưỡng được nữa, người ta mới ngủ. Còn cái thứ mà hành giả mà tào lao đó hả, là buồn ngủ là đi ngủ à. Đây là hành giả tào lao. Mà biết có vị còn nhớ ba loại hành giả không? Ba hạng hành giả tứ niệm xứ bậc hạ là chánh niệm theo giờ giấc đã định, ngoài ra lúc đó làm gì cũng được,
là ngoài lúc tu thiền theo thời khóa thì chỉ làm điều thiện như xem kinh, nghe pháp và không cần theo dõi chánh niệm. Đó, còn cái bậc thượng ấy là 100%. Cái máy gì đâu mà tìm ra cái chữ đánh 100%, có thì chết là 100% rồi. Chánh niệm từ lúc ngủ, đó, ba hành giả đó đó. Tôi đang nói về cái chữ cha cái thế giới thì tôi phải giải thích bằng ba cái loại hành giả này. Chỉ cái thứ mà nếu ngáo nghe tưởng lạc đề không phải, mà cái này tôi đang giải thích cái chữ cha cái thế giới nó nghĩa là gì, là tỉnh thức. Tỉnh thức làm sao? Thế nên mình nói là tỉnh thức nghĩa là người ta chỉ ngủ nghỉ khi cái cơ thể nó không có tiếp tục được nữa, chứ không phải là ta đi ngủ là vì người ta thấy cái, nó là ríu mình ngủ giờ sáng giờ đã ngủ hết là 8 tiếng rồi, bây giờ vẫn tiếp tục ngủ nữa thì thứ dọn nha. Rồi tôi mới giải thích cái ba cái hạng hành giả. Cái hạng hành giả mà bậc hạ đó là ngoài cái giờ giấc đã định, ví dụ như bây giờ tôi nói biết các vị nghe hiểu không ta, nó ớn cái chỗ làm biết họ mình nói họ có hiểu hay không, nó biết là mà giờ giấc đã định, ví dụ như bây giờ 8 giờ cho tới 10 giờ đó là khóa tọa thiền đại chúng, 10 rồi cái 11 giờ mình nghỉ ăn trưa cho tới 12 giờ hả, rồi tới 1 giờ vô đó là bắt đầu là mình đi kinh hành với đại chúng 2 tiếng, rồi xong rồi cái mình vô mình thiền tọa 2 tiếng nữa là 4 tiếng, là tới 5 giờ chiều rồi giải tán. Còn ngoài cái giờ đó ra là mình email nè, mình tết chat nè, rồi mình đi ra ngoài chợ mua sắm này kia thoải mái vui với bạn bè, thì cái đó được gọi là bậc hạ. Còn cái bậc trung á thì không ạ, bậc trung thì không, bậc trung là ngoài cái giờ mà thí dụ mấy giờ tới mấy giờ làm cái gì, thiền hành hay là thiền tọa đi hay là ngồi với đại chúng, rồi giờ nào là mình tu một mình, thì ngoài giờ đó ra là họ chỉ làm cái việc thiện thôi. Thì trong khi cái người kia họ đi shopping, họ đi ra xóm, họ đi với bạn bè, đi lén lén thiền viện, đi ăn bên ngoài, thì như đó là bậc hạ. Bậc trung thì không, bậc trung thì coi như nó là ngoài cái mà tôi thấy tôi rất là thích cái cách phân loại này, rất là hay. Bậc hạ là chỉ có tu theo giờ thôi, ngoài giờ khỏi tu. Còn cái anh bậc trung thì đồng ý anh đi nghe pháp, anh đi tụng kinh, anh xem sách, mà sách thì phải là sách kinh đấy, rồi anh đi phục vụ và cánh quét dọn, mà trong lúc nó không cần chánh niệm, không cần. Tuy nhiên là tôi chỉ tu hồi nãy thôi, bây giờ mệt rồi, bây giờ cho cái đầu nó giãn giãn ra, thì đó là bậc trung. Còn cái bậc thượng thì không, bậc thượng thì từ lúc mà cái trên giường ngủ của mình mà mình giấc mình thức dậy là bắt đầu mình biết rồi, chánh niệm lúc đó nó đã lên rồi, biết là bây giờ biết lúc người ta đang nằm, người ta chưa ngồi dậy, biết rõ đây là tham là sân là si, biết rõ đây là tâm thiện, mình biết liền là thanh thọ tâm pháp, là phải chọn một cái để mình theo dõi nó, và từ đó trì miên cho đến bao giờ tối rồi chìm vào giấc ngủ thì thôi, thì cái bậc đó được gọi là bậc tỉnh giác nha. Được gọi là tỉnh giác. Tôi chỉ giải thích cái gì mà tôi đoán là các vị hơi khó khăn thôi nha. Trời ơi, này để cái mục tiêu rồi. Giới thì là cư gì, sĩ giới, xuất gia giới nha, tức là giới lực của tăng ni đó. Giới lực của tăng ni, cái chuyện giới nghĩa là vậy đó, giới lực của người xuất gia và của cư sĩ. Được, có tu túc sáu căn có nghĩa là trong đây họ giải thích rất là rõ, tu túc sáu căn có nghĩa là không có để cho tâm mình nó bị bất mãn hay là đam mê trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, ném đụng, thì đó được gọi là tu túc sáu căn. Nghe vậy không? Không để cho tâm của mình nó bị bất mãn hay là đam mê trong những cái thứ mà thấy, nghe, ngửi, ném đụng, thì đó được gọi là tu túc sáu căn. Thì khi mình nhìn biết là mình biết mình đang chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi. Rồi tri độ ở đây có nghĩa là ăn ngủ không chừng mực, có nghĩa là không tìm cái ngon để ăn, không có tránh né cái dở, có gì ăn đó. Mà đã vậy đó là không có ăn quá no chỉ vì mình đói hay là chỉ vì mình thèm cái món đó, không, chừng mực tới đó thôi, stop nha. Cho nên không tìm cái thích để ăn mà cũng không ăn quá no vì thèm hay đói, nó gọi là trị độ.
Còn tỉnh thức thì nào mà nãy giờ mới nói tin mừng, bây giờ mà quên thì thôi nha. Tỉnh thức nghĩa là ngồi dưới này ngủ nghỉ đó. À, rồi cái gì nữa? À, rồi cái tấn, tấn là cái tránh tính, tức là cái niềm tin vào cái thiện, à, niềm tin vào cái sự có mặt của các loài hóa xâm chư thiên, à, niềm tin vào cái biết nghiệp báo, à, nói chung là chánh tính, niềm tin vào các pháp ở đời và bằng trí tuệ, à, thì đó gọi là chánh tính. Tinh tấn cũng vậy, tinh tấn ở đây là cái sự cố gắng mà nhắm đến cái lý tưởng giải thoát, lý tưởng tu hành mới gọi là tinh tấn. Còn mà đào tường khoét vách, à, săn bắn câu cá mà siêng năng chịu lạnh chịu nóng, cái đó không phải là tinh tấn. Mà cái tinh tấn ở đây đó là cái tinh tấn là cái điều thiện. Niệm cũng vậy, niệm có nghĩa là làm gì biết cái đó. Niệm tên là sống trong niệm xứ, niệm là sống trong niệm xứ. Còn tuệ đây đó là tuệ trong hai thứ, tuệ trong cái tam tướng và tuệ trong cái nhân quả. Tuệ trong tam tướng và tuệ trong nhân quả. Rồi tàm quý, tàm là biết thẹn, tàm là biết thẹn trước cái điều xấu, quý là biết sợ trong cái điều xấu. Rồi đa văn là nghe nhiều học rộng. Rồi bốn thiền vô sắc đó là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái này mà nếu mà tôi bỏ công mà tôi giảng bốn thành thiền này thì có lẽ bà con đi hỏi ý đi, hỏi ý là bà con không có muốn nghe chứ không thông tôi dẹp tôi với bốn người nói là ngủ rồi chết. Có người có muốn nghe bốn thành thiền này không? Rồi giải cái này mình cũng biết là tôi ngủ mà tôi thức mình cũng chẳng biết, để cái nít cái lệnh đi đánh bài, người đi nằm ngủ, người đi đánh bài, người đi bài bia rượu ra nhậu sập nhà, mình đâu biết, mình cứ lo bên đây mình cứ ngồi mình ráng cái hướng cái cổ lên mình nói. Ok, bây giờ giả kiểu mẫu giáo rồi đó các em nhé. Khi phần lớn chúng sinh chìm đắm trong năm dục thì có một số người nhàm chán các dục, tu thiền sắc giới để trở thành phạm thiên, chỉ sống bằng thiền lạc có nhiều hào quang, hàng chúng sinh trong số này nè, trong số này dùng mình nè, lại có kẻ tiếp tục muốn lên cao hơn vì chán ghét hình tướng vật chất, kể cả hào quang đó, nên sau khi đắc ngũ thiền sắc giới thì hướng tâm đến cái gì nằm ngoài vật chất. Tôi biết tôi nói cái này đó thì bà con có kẻ thì biểu môi nha. Tôi có thiên nhãn mà tôi thấy kẻ biểu môi, nhưng tôi vẫn nói là tôi chưa từng thấy và tôi chưa từng nghe ở Việt Nam mình mà vị nào giảng về thiền vô sắc mà kỹ như vậy. Cứ nói chung lạ lùng lắm. Một thời gian rất là dài, tôi hồi nhỏ tôi khổ lắm, tôi nói tại sao trên đời có cái kẻ nào mà đi tu thiền vô sắc, và thiền vô sắc là cái gì mà cứ giảng chung tôi sợ lắm, phải nói như vậy. Tôi nhìn thấy bao nhiêu cái mỏ nó đang biểu môi và tôi vẫn nói nha. Tức là phải giải thích đi sao là cho người ta hình dung cái thiền trên đời này nó còn cái thiền vô sắc đã là như vậy, là trong cái số này còn kẻ lại muốn tiếp tục tu cao hơn vì chán ghét hình tướng vật chất, kể cả hào quang, nên sau khi đắc thì sắc giới thì hướng tâm đến cái gì nằm ngoài vật chất. Thì cái gì nằm ngoài vật chất đây, đầu tiên phải
phải nghĩ đến hư không. Đó, đầu tiên phải nghĩ đến hư không. Đó, đầu tiên phải nghĩ đến hư không. Đừng nhầm lẫn hư không ở đây với đề mục hư không trong thiền sắc giới ha. Thiền sắc giới, người mà muốn người trong tâm trong cái đề mục sắc giới thì có đồng hư không, ngữ tâm trong đó là thế này, thế nào đây, đề mục hư không trong thiền sắc giới là khe hở lỗ trống của cái gì đó, không phải không gian bao la. Nhớ nha, các vị nhớ chỗ này nha. Có nghĩa là vì nó do nhàm chán cái vật chất, vì nó mới nghĩ rằng bây giờ làm sao ta, làm sao mà lìa bỏ được nó. Thì với một người mà có cái phước báo nhiều đời, tự động, mà cộng với cái trình độ của vị ngũ thiện thì tự động họ nghĩ cái đầu tiên đó, là họ nghĩ chỉ có cái không gian bao la này nó mới không phải vật chất thôi. Thì với cái định tâm của người mình chính ngũ thiện sắc giới đó nha, phải có cái định tâm đó, vì nó chỉ chú niệm một điều, chỉ chú niệm một điều thôi, là hư không vô biên, hư không vô biên. Nếu mà đủ duyên á, nếu mà đủ duyên thì đó quý vị nó mới thành tựu một cái loại tâm, thành tựu một cái loại tâm. Vì nó chỉ cần quán niệm một câu thôi, anh ăn tô hư không là đạo lộn của trời nó ngon vậy đó. Hư không là vô biên nhé. Nếu đủ phước duyên sẽ chứng thiền hư không vô biên là tầng thiền vô sắc đầu tiên. Sau đó nếu đủ duyên vị này, mà tại sao tôi không giải bằng miệng, tôi lại biết là tại vì mấy chỗ này mà quý vị sẽ quên. Nếu đủ duyên thì vị này sẽ chứng hả thiền thức vô biên xứ với tâm niệm rằng, à quên rồi, đúng rồi, tôi có làm chuyện rất là khó coi, đó là các vị vào trong cái quyển gọi là Triết học A Di Đà mà quyển một, để tôi in hơi mất in hai cuốn, thì cuốn đầu tiên là Triết học A Di Đà bìa màu xanh. Nếu vậy có mấy người ác ý thì nói tôi đi bán sách cho thế bà nhé. Thì trong đó tôi có giải thích kỹ chỗ này, tôi giải thích kỹ chỗ này. Vì đó với cái tâm niệm rằng hư không tuy vô biên nhưng vẫn còn bị tâm biết, nên vị này lại chú tâm vào đề mục vì tệ hơn là thức vô biên. À, vì đó chú tâm vào đó, thế là thấy hư không nó vô cùng đậm nhưng mà nó vẫn còn bị tâm nó biết, cho nên tâm nó mới ghê gớm. Chính vì đó thì mới có nhận là tâm là vô biên, tâm là vô biên, tâm là vô biên.
Thì nếu hữu duyên thì cái sự tập trung này lâu ngày nó sẽ dẫn đến chỉ một chứng đắc cái tầng thứ hai, chứng đắc cái tầng thứ hai. Rồi nếu đủ duyên thì nó sẽ đi thêm một bước nữa, đi thêm một bước nữa. Mà nếu mà giảng kiểu này thì tôi biết bữa nay giảng hết cái kinh này nữa, chết cha. Tôi phải ngưng cái này rồi, ngưng cái này tôi giảng nữa, tôi giảng xong rồi tôi nghỉ vậy. Thì vị đó mới đạt, sau khi đạt được cái tầng thiền thứ hai là thấy thích độ biên đó, vị đó tiếp tục suy niệm tiếp, vị đó thấy rằng là cả hư không, biết hư không đó cũng đều có thể bị, cũng đều có thể là đối tượng nhận biết của tâm khác, nên lòng muốn phủ nhận cả hai. Đây chính là tầng vô sở hữu xứ. Vô sở hữu ở đây cứ đấm được cái chữ ư luôn, vô sở hữu xứ. A kinh chân nha, không thứ nào hay ho cả. Cái chữ nó có nghĩa là kinh chân nha này không có thứ nào hay ho cả, là bởi vì vô sở hữu. Cái sở hữu đây không phải là quyền sở hữu nha, sở hữu là có, phải nhớ cho nó. Chứ tiếng Hán mà nếu mà quý vị biết mà nó hơi nghèo cũng hơi khổ hả. Cái chữ sở hữu là chỗ có, vô sở hữu thì là không có cái gì hết. Chứ sở hữu đây không phải là quyền sở hữu, phải. Giống như là tâm, cái sở hữu tâm á, nhiều người họ thắc mắc là cái chữ sở hữu hiểu quá nghèo đi. Tự sở hữu có nghĩa là của, không phải. Sở hữu là chỗ có, gọi là thuộc về, sự thuộc về tâm, rồi là sở hữu tâm, rồi là cái nó thuộc về tâm, chứ không phải sở hữu là của. Thì cái chuyên kinh chân nha này là vị đã thấy rằng là không có vậy hết. Cái anh mà hư không á, ảnh cũng là bị biết, mà cái tâm mà biết cảnh hư không nó cũng là cảnh bị biết. Thì anh biết cái tâm niệm rằng không có gì đáng kể, không có gì, cả hai điều, cả hai thứ đó đều không, không đáng kể. Cách nghĩ này được lặp lại nhiều lần và trở thành đề mục vô sở hữu xứ. Đó, nó nằm ở chỗ đó đó. Nhàm chán cả tầng vô sở hữu xứ này, đương sự, tức là người đắc thiện á, sẽ thấy tâm mình còn quá thô thiển. Cứ quan sát tâm thiền vô sở hữu xứ với cái nhìn như vậy lâu ngày, trở thành một thứ đề mục gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Có nghĩa là cái tâm vị này lúc đó là nói có cũng không phải, mà nói không cũng không phải, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Vậy đó. Thì 15 cái hạnh tức là 15 cái này như này. 15 cái này, 15 cái đó, 15 cái vừa kể đó. Tức là Bồ Tát trước khi thành Phật là ngài đã đắc phi tưởng, phi tưởng rồi.
nhớ nha, ở đó phi tử phi tử đây là cái gì sướng, nhưng mà mình đang giảng mình ngáp mình đã hay đâu biết tại sao mà giảng phải ngáp luôn. Ừ, phai mà thời dù phai được cái chữ này kỳ quá, cái chữ này không biết à, chữ này tôi thấy chữ này lạ, dịch gì mà lạ lùng quá vậy ta. Các vị có đọc bản tiếng Việt chưa? Các vị có đọc bản tiếng Việt chưa? Nhớ nha, là bữa nay là các vị được học từ 4 điều sách đó, để mốt mình lỡ cái ai mà hỏi mình cũng biết đường mình ra. Mình trước hết muốn nói về điều vô sắc là các vị là mơ nhớ cái kiểu tôi gọi ở đây, đó là trước hết phải nói về dục trước, chứ mơ mơ nói ta nghe ta không hiểu. Cái hết đầu tiên phải nói là ai từ con kiến con dồi á thì cái gì cũng là mê dục hết, nhớ nha. Rồi trong số đó mới có người họ mới chán à, mình phải bắt đầu vậy đó, họ chán dục, họ thấy mình cứ tối ngày cứ lầy lụ ở trong cái chuyện mà ăn rồi ngửi rồi nghe nếm rồi đụng, họ thấy cái này nó thô quá để sờ đụng rồi đó, thấy thô quá, cho nên người ta mới hướng đến thiền sắc giới, để có những cảnh những chúng sinh họ thấy cái thiền mà nó còn có hào quang, nó còn có thân tướng nó thô quá đi, cho nên họ mới nghĩ đến cái thiền vô sắc. Mà phải nói thêm là học cho biết vậy thôi, chứ mình bây giờ mình chưa đắc thiền sắc giới thì mình có hướng đến cái vô sắc đâu cũng không được nha, phải nhớ cái đó. Đời là chỉ có một hạng làm được cái chuyện đó thôi. Trên đời này các vị nhớ, mọi người nên là đều phải đi theo đúng trình tự, nhưng mà chỉ trên hè đời này chỉ có một hạng người là đủ sức làm gì đó thôi. Thì nói cho tôi biết ăn. Trong lúc này quý vị có nghe tôi nói không? Những người mà đi tu vậy đó, đúng nghĩa là không cần đi theo trình tự đó. Quý vị có biết ai không? Ok. Trên đời này nó là không có ai mà bỏ ra được cái trình tự cái thứ lớp để tu hành cho đúng học phải. Trên đời chỉ có một người mà tôi biết cái chuyện này, họ tôi còn nhỏ, tức là mấy cái người mà dân mà đi ngoại tình á, bị người ta nói cái thứ này là cái thứ đi ngang về tắt. chỉ có cái người đó, chỉ có kẻ ngoại tình mới có khả năng đi ngang về tắt, chỉ có cái đạo thôi, chứ còn ngoài ra trên đời là tất cả đều phải theo thứ lớp hết. Rồi xong, bây giờ bên tính bây giờ bên đây nó là 7:30 rồi, mà nãy tôi bắt đầu từ lúc 6:00, bây giờ tôi làm kể ha, chút nữa đi, minh hạnh tốt của thiện thể, ok, thiện thể, vậy cho nó xong rồi mà, thiện thể cũng gồm hai nghĩa, thể là đi trên con đường tốt đẹp và là bậc khéo thuyết giảng mẫu đơn suga đù đó, cái thiện thể đó. Ở đó giờ người ta chỉ có nhắm đến một nghĩa thôi, suga tô có nghĩa là cái vị đi trên cái con đường chánh đạo. Đi trên con đường bất thánh đạo và hướng đến xưa nay hả, ta chỉ biết thiện thể là vị đi trên chánh đạo và hướng đến cứu cánh. Như vậy đó, đó là thiện thể. Nhưng mà riêng ở trong đây thì giải thích thêm thiện thể là bậc khéo thuyết giảng nè. Thể nghĩa là chúng hay tiếng Hán nghĩa là đi luôn không có quay lui nha. Thể là đi luôn không có quay lui, đi luôn không đi lui, không có trở lại nữa. Chữ thể trong tiếng Hán á, thể bộ thủy á, có nghĩa là thí dụ như Khổng Tử có lần đứng nhìn cái dòng sông đêm á, Khổng Tử nói là thể như tư phù bất xả trú dạ, tức là chảy hoài chảy mãi không thôi suốt cả ngày đêm. Thì thể như tư phù, thể cái là nước chảy mà chảy luôn không quay lui, dòng nước chảy là thể ha. Thì người xưa họ cũng ghê gớm lắm á, thể người xưa họ cũng nghĩ là cái chữ thể này để họ dịch chuyển chuyện thể là đã lắm á chứ. Nhưng mà như vậy thì nó mới có nói đến chuyện một, nói đến một nghĩa thôi. Còn nghĩa thứ hai này có nghĩa là khéo thuyết giảng. Khéo là sao?
Có nghĩa là một vấn đề Ngài có vô số cách diễn tả. Mà tại sao phải cần đến cái đó? Là bởi vì có bao nhiêu người tầm đạo thì có bấy nhiêu cái căn duyên khác nhau. Cho nên Ngài không thể nào mà bổn củ soạn lại như kiểu mà phạm phu và kiểu đệ tử Ngài được. Mà có bao nhiêu người đến thì có bấy nhiêu căn cơ, mà hãy có bấy nhiêu căn cơ thì Ngài có bấy nhiêu cách nói nha. Cách nói là thích hợp với người ta nha. Mà trên Tung Tăng Chi nói rõ chỗ này. Này các tỷ kheo, có những trường hợp không nên nói về bố thí mà lại đem bố thí ra nói, ta gọi đó là vụng thuyết. Có những trường hợp không nên nói về giới mà đem giới ra nói chỗ đó, ta gọi là vụng thuyết. Có trường hợp không nên nói về đa văn, về tàm quý, về niệm, về định mà lại đem cái chuyện đó ra nói, thì ta gọi đó là vụng thuyết. Đấy, cái này kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Chịu khó coi ha, chịu khó coi Tung Tăng Chi bộ kinh ha. Là có những trường hợp đó, là không nên nói đến cái chuyện, nói đến cái vấn đề bố thí mình mà lại đem nó ra mình nói là vụng thuyết. Tiếng Việt Nam kêu là nhầm chỗ ha, là nhầm chỗ. Ok, thiện thể là làm sao, là lưu là thiện thể có hai nghĩa. Một là đi lên chính đạo, hướng đến cứu cánh tốt đẹp đúng, nhưng mà có nghĩa thứ hai là khéo thuyết giảng. Thì chỉ khéo thuyết giảng này nó rồi, phải ghi với cái đám này mới đánh giá. Khéo thuyết giảng là biết vô số cách nói thích hợp với vô số căn tánh người nghe. Đó, cái khó là có chỗ này nè, là Ngài biết vô số cái căn nói thích hợp. Người ta có cái duyên giác ngộ thì Ngài có đủ cách cho Ngài nói sao cho nó hiểu được thôi. Đấy, rồi tiếp theo là cái chị thế gian giải. Luca Vidu, hy vọng ráng thì kịp. Luca Vidu thế gian giải. Giải ở đây có nghĩa là thông suốt, thấu đáo nha. Giải để nghe có nghĩa là thế gian ở đây có hai nghĩa là người và cõi. Rồi tục đế và chân đế. Danh và sắc. Thế gian vậy đó. Thế gian nó theo kiểu người và cõi là sao? Cái này hơi sâu à. Cái chỗ tôi hỏi các vị không cần, các vị thích thì trả lời thích thôi, coi như tôi nói chuyện với sắc chết cũng được. Bây giờ tôi lấy gỗ, rồi xi măng, rồi tôn. Gỗ, xi măng, tôn. Tôi mới ghép nó lại thành ra một cái chỗ ở, nền xi măng, cái chất gỗ rồi trên cái tôn. Thì các vị kêu nó là cái gì? Mỗi một cạnh của nó đó, tôi cho diện tích luôn. Mỗi một cạnh của nó là 3 mét đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà hỏi các vị vậy chứ, với gỗ, với tôn, với xi măng, tôi làm y chang vậy, tôi gọi đó là chuồng heo được không? Chuồng bò được không? Được hay không? Tại sao cái bài kinh này tôi nói sâu? Nó sâu chỗ là con nào ở trong cái đó thì cái đó nó mang tên tùy thuộc vào cái con ở trong đó nha. Đó, nó sâu chỗ đó. Cho nên mình kêu cõi người, mình kêu là cõi địa ngục, mình kêu đó là cõi trời. Thật ra đó, xin lỗi, nói nó hơi nặng ha. Nó y chang như cái chuồng heo vậy đó. Có nghĩa là bây giờ tôi dọn dẹp sạch sẽ, tôi vô đó, tôi ở, tôi ngồi thiền, thì quý vị đó gọi đó là gọi là cốc, cốc thiền. Sáng chưa, sáng chưa? Hoặc là thiền thất quả sen nha. Khi thả lệnh vào, ta gọi là chuồng heo. Nó sang chỗ đó đó
cái chỗ này là sâu, cái chỗ cái chữ người cõi. Thế gian giải thì chữ thế gian này có hai nghĩa. Thứ nhất là nghĩa về người, thứ hai nghĩa là về cõi, nghĩa là cái không gian mà chúng sanh sống. Thì cái không gian này nó được lệ, nó được gọi tên là tùy thuộc vào ai ở trong đó. Thì trong kinh nói rõ, chỗ nào đi đứng nằm ngồi mà bằng tâm bất thiện thì ở đó là chuồng, là củi của bàn sanh súc vật. Cái chỗ nào mà mình sống bằng cái tâm thiện đó, bố thí trì giới, thì đó là cái chỗ của dục thiên. Cái chỗ nào mà mình sống bằng vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì chỗ đó được gọi là phạm cung, là cái chỗ của phạm thiên đang ở. Cái chỗ nào mà mình sống bằng cái trí tuệ thiền quán, đây là danh nè, đây là sắc nè, đây là vô thường khổ vô ngã nè, đây là cái đó là thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Nhớ nha, nha, chứ đừng có tưởng là mình kêu chứ trong đạo mình đó là chuồng heo, là bởi vì lúc đó cái tâm mình với tâm con heo nó y hệt như nhau thôi. Vậy mà tôi biết nói là những người rất là sốc, sốc dữ dội. Cứ nhớ cái đó. Mới ngày hôm qua đây này, tôi có nói với một cô Phật tử. Cô nói lúc này sao con lu bu với chị, nhà cửa quá rồi nó mệt quá, tôi mua nhà mới được sửa nhà cũ. Chị cũng thiệt lòng, thiệt thực sự lúc đó tôi cũng có lòng từ bi, tôi nói cẩn thận nha, chứ không khéo mình có là chủ nhà, mình là chỉ là con chuột giữ hang thôi. Nhớ nha. Để tôi kể cho cô nghe nữa, tôi kể cô nghe, tôi nói cô biết, tôi hồi xưa ở Việt Nam, ở trong rừng, đường Bình Sơn, rồi sau này tôi về Florida, chỗ tôi ở cũng tương đối gần rừng. Sóc đó, tôi có gì tôi quan sát nó cũng sóc kỹ lắm. Nó đi nó tha mấy cái trái thông, rồi tha đồ ăn, rồi nó lên nó giấu. Thì mình đoán chắc nó giấu nó để dành cho cái mùa nào mà không có thức ăn ấy thì nó ăn. Thì tôi nói cẩn thận, mình sống sao mà không có con người nữa, mình sống sao mình thành con sóc, con chuột thì nó thảm lắm nghe. Cho nên nhớ cái chỗ đó, nhớ chỗ đó. Có nghĩa là mình sống sao mà mình, cái chỗ mình đó là cái nhà của con người, chứ đừng có biết là thành cái hang chuột, hang sóc ha. Mình sống sao mà cái nhà mình là cái phòng mình đó là thiền thất, nó là cái cấp thiền. Cứ sống làm sao mà cái phòng thiền mình hẳn là cái chuồng heo, cái đó là tùy mình nha. Biết nói nghe hiểu không, mà là cái đạo này cũng quải là mình mới hiểu. Hơi khó hiểu chỗ đó. Có nghĩa là quý vị hay nghĩ là nhà của tôi tại sao chưa kêu chuồng heo, mà thật ra đó là cái cõi này cõi kia là do căn cứ của cái người ở trong đó, họ là người như thế nào nha, người như thế nào. Giống như cái chùa mà không có học hành gì hết, không có tu học mà chỉ có để tượng Phật, thì cái chỗ đó gọi là chỗ buôn thần bán thánh, cái chỗ đó là cái cửa hàng tôn giáo. Chứ đúng là cái chùa là cái chỗ mà tăng ni và cư sĩ đều có tu học, nó gọi là cái chùa hay là cái đạo tràng, là cái pháp hội. Và cái chỗ mà chỉ có như mấy cái chùa Tàu ấy, chùa Trung Quốc ấy, mình vô mình gặp mấy ông thầy trong đó lăn xăng chạy đi kiếm lấy nhang lấy tượng, khách hàng lấy hút hàng chạy đi, mình đứng mình nhìn, nó trời ơi, cái này nó là cái tiệm tôn giáo hả. Cho nên thế gian giải này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngài biết rõ là cái cõi nào dành cho chúng sanh loại nào. Cái cõi nó tùy thuộc vào hạng những người đó là chúng sanh á, cõi nó tùy thuộc vào chúng sinh, là chúng sinh nó tùy thuộc vào một cõi, ngài thấy rõ. Rồi ngài này theo một cái hướng khác, ngài thấy thế giới này như gần có danh và sắc thôi. Ôi, có những chỗ vừa có danh vừa có sắc, có những chỗ chỉ có sắc mà không có danh, và có những chỗ là chỉ có danh mà không sắc, đó là cõi vô sắc. Mà có chỗ chỉ có sắc mà không có danh, đó là cõi vô tưởng. Rồi có những chỗ vừa có danh mà vừa có sắc, đó là cõi dục, hoặc là một số cõi phạm thiên ngũ uẩn, ví dụ như vậy. Thì ngày chỉ phân tích thế gian này, có lúc chỉ phân tích danh sắc thôi, có lúc ngày nhìn thế gian này từ cái năm uẩn, có cõi đủ năm uẩn, có cõi không đủ. Rồi có chỗ 12 xứ, có chỗ đủ, chỗ không đủ. 18 giới thì có chỗ có cõi đủ, chỗ không đủ. Có nghĩa là tùy cái lúc mà cái nhìn của Đức Thế Tôn như thế nào, tùy lúc mà cái nhìn này như thế nào. Mà chính Đại Stephen Jobs, ông Stephen Jobs là cái ông mà chết rồi nha, gặp bồ á. Ông nói toàn bộ thế giới này nó gồm là những cái đót thôi, cái gì hết. Đót là cái gì ta?
Đông Vinh này, đây có ai Đông ai rồi, chỉ đó là cái gì, đó là mấy cái dấu chấm ấy, giống như .com ấy, giống như là để là Sài Gòn .com hay là để Phật giáo .com, đó là dấu chấm. Chẳng nói thế giới này, thế giới này, xã hội này và toàn bộ sự nghiệp của nhân loại nó chỉ là những dấu chấm thôi. Đó, có nghĩa là mình ghép nó lại từ nhiều thứ. Dạ, các vị mà các vị biết mà, các vị có biết là cái màn hình TV đó, nếu mà các vị mà biết mà nó chỉ là những cái hạt thôi. Và tôi nói thế giới này nó gồm sống và hạt lại vậy đó. Tức là những gồm những hạt nhỏ nó tạo nên cái màn hình TV. Rồi cái bức tranh mà mình thấy, cái tấm ảnh theo bức tranh mà mình thấy đẹp đó, thật ra nếu mình phóng nó ra 1.000 lần, 1.000.000 lần, 5.000.000 lần, 1.000.000 lần, thì mình sẽ thấy nó không còn cái hình nữa, mình là toàn những cái hạt thôi. Đấy, cái dot, thế giới này là viết của dot, world of the dot. Chỉ là vậy thôi. Cho nên là Đức Thế Tôn này có khả năng là thấy hết, người thấy cái chỗ này là chúng sanh nó vậy đó, nhưng mà rốt ráo người thấy nó chỉ là những cái chấp nhớ. Đúng rồi, trốn. Nó gọi là thế gian giải là như vậy đó. Ngài nhìn rõ thế giới này nó là phân tích cỡ nào cũng được. Ngài nói thế giới này chỉ gồm có ba thọ cũng được. Thế giới này là chỉ gồm có cái chỗ tiêu thụ thức ăn cũng được, là tướng thật á. Thế giới này là chỗ tiêu thụ thực phẩm. Thế giới này là cái chỗ gặp gỡ của những cảm xúc buồn vui. Để tôi viết ra đi. Chỗ gặp gỡ của những buồn vui, cái chỗ tiêu thụ thực phẩm. Rồi thế giới này nó là một cái bệnh viện khổng lồ, một cái nghĩa trang mênh mông, một cái màn ảnh TV. Đều đúng hết, không có gì sai hết, tất cả đều đúng. Thì ở trong đây kêu là thế giới của ba thọ nè, thế giới của bốn thức ăn nè. Thì ở đây tôi hai gì tôi kêu, ở trong đây kêu thế giới của ba thọ thì tôi nói là chỗ gặp gỡ của những buồn vui. Còn đây thế giới gần bốn loại thức ăn thì tôi dịch là chỗ tiêu thụ thực phẩm. Đó, chỉ vậy thôi nha. Chỉ vậy thôi chứ có gì hết. Còn tại sao tôi nói là nghĩa trang là sao? Tức nghĩa là có vị thấy không, mình sống mấy chục năm mình tưởng mình lâu, chứ trong cái thời gian của vũ trụ ấy, bởi vì cái việc thời gian nó có hai loại. Thời gian thứ nhất nó kêu là biological time, đó là thời gian sinh học. Còn cái thứ hai nó kêu là ecological, thời gian sinh quyển. Cái thời gian thứ nhất là thời gian tính theo kiếp người. Thí dụ như mình thấy nó là 2 tuổi là dứt sữa, rồi 3 tuổi là biết đi, 4 tuổi là biết nói rành, thí dụ như vậy. Thì đó gọi là thời gian sinh học. Rồi cái lá gan, cái lá phổi của cái người mà 15 tuổi nó không giống như 30, mà 30 nó không giống 40, rồi cái 40 cái phổi cái gan nó không giống cái người 60. Thì cái thời gian, cái đó gọi là thời gian sinh học. Còn cái thời gian địa quyển là sao? Là mình thấy đó là thương hải hóa vi tan điền, biển xanh biến thành rụng dâu. Cái chỗ đó ngày xưa đó thì nó là một con suối, bây giờ nó mất tiêu rồi. Cái chỗ đó ngày xưa đó nó là một ngọn đồi, rồi bây giờ nó mất tiêu rồi. Cái chỗ đó ngày xưa đó nó là biển cả, bây giờ thì nó là núi. Chẳng hạn như bây giờ chuyện mà tôi biết tôi nói, nhưng mà ở ngoài Đà Nẵng á, nó có núi Ngũ Hành Sơn, mình lên trên núi mình thấy những tảng đá thì nó đầy vỏ ốc, đầy như vỏ ốc vỏ sò, rồi nó dính lên đó. Là ngày xưa nhiều triệu năm về trước thì cái Ngũ Hành Sơn nó nằm ở dưới biển ấy, để từ từ nó trồi lên trên. Bây giờ nó lên nó thành Ngũ Hành Sơn, thành trên mặt đất, mình leo lên mệt muốn chết luôn. Mà ai biết này, ngày xưa là nó là ở dưới đáy biển đó. Bởi vì cái thời gian mà để cho những cái sự kiện sự cố này xảy ra đó, thời gian đó nó được gọi là thời gian địa quyển nhé. Cho nên thế giới này nó là mình cứ sinh ra là mình chết, sinh ra là chết, nó lẹ lắm. Mà mình không ngờ, mình cứ thấy con ruồi, con mũi rồi đó, mấy con đó thì nó sống có lâu thì đúng tuổi thọ mình. Trong cái nhìn của những vị trời đó, nó ngắn như vậy đó. Thì ở đây, thế gian giải có nghĩa là Thế Tôn nhìn thấy thế giới này từ nhiều cái góc cạnh, từ nhiều cái phương diện khác nhau. Nhìn về cái cạnh thế gian, nhìn về cái cạnh giải thoát, Ngài đều thấy hết đó. Thì cái người như vậy được gọi là thế gian giải. Tức là thế giới này nó theo cái cạnh tục đế, Ngài cũng thấy.
Thượng Đế là thấy ở đây là cõi trời, đây là cõi người, còn thấy thế chân đế ở đây là thế giới của danh pháp, của sắc pháp nha. Ok, rồi tiếp theo là vô thượng điều người. Cái chỗ này là một chỗ rất là đáng bàn cãi. Bây giờ tôi xuống tôi bắt nồi cơm lên, tôi lên liền, chỉ có ba với ba vậy thôi. Bây giờ mình bỏ vô ở trong nồi hành, mình nấu, mình cố ý mình nấu dư, rồi cái phần của mình giữ cho một phần nữa, mình ăn phần nữa, bỏ đủ lạnh ấy. Khi nào mình sắp ăn thì cái mình bỏ vô thăm tiếp. Thì sáng nay sáng thứ bảy nè, sáng nay sáng thứ bảy tôi sẽ, sau khi tôi ăn, tôi giảng xong, tôi ăn xong bụng rồi tôi sẽ đi. Tôi sẽ có một cái cuộc đi trong ngày. Sáng cái bao lâu hôm nay trời lạnh, đi ra ngày ra nó đã rồi. Ok, đã hơn ngồi lý pháp trong cái đám này. Rồi nó có một chuyện mà mình phải để ý. Có chỗ thì cái chữ Anuttaro người ta kể riêng. Nè, nhớ nè, cái chỗ này phải ghi nè. Có chỗ chữ Anuttaro được kể riêng là một hồng danh. Hồng danh là vô thượng sĩ. Được kể riêng một hồng danh. Vô thượng sĩ có nghĩa là không có ai, không ai hơn được Thế Tôn, không ai hơn được Thế Tôn về công đức hạnh lành trí tuệ, tức là vô thượng sĩ. Hạnh lành ví dụ như là kham nhẫn rồi thiền định gì đó, mấy đó không ai bằng ngài hết á. Từ công đức rồi phước xưa đó không ai bằng ngài hết. Đấy, không ai bằng hết thì gọi là vô thượng sĩ. Nhưng cũng có chỗ chỉ xem chữ Anuttaro này là cái adjective nha. Adjective là gì ta? Tính từ của hồng danh điều ngự trượng phu. Nhớ nha, chứ không biết nói gì hiểu không ta? Tôi giảng là xong rồi, tôi nguyên mình chứ không giảng nữa nha, không giảng nữa. Bởi vì cái này là biết, thứ nhất là trẻ lắm, tôi sửa soạn tôi đi rồi. Điều ngự trượng phu bởi vì cái chữ Sarathi hả? Sarathi là người đánh xe. Là thường á, là điều khiển ngựa, bò hoặc là chó. Ở Việt Nam mà chắc nghe nó xe chó chắc ngạc nhiên ha, nhưng mà ở bên mấy cái xứ lạnh đấy nó có xe chó nữa. Nếu các vị có biết chắc biết chứ hả, các vị vào trong Google đánh cái chữ là xe chó kéo, đánh vô trong Google đánh chữ xe chó kéo thì định hướng dẫn các vị tới đó. Có những cái vùng mà lạnh quá đó thì không còn ngựa nữa, không còn bò nữa, mà nó dùng chó. Những con chó, loài chó đó nó rất là mạnh, nó mạnh ghê lắm. Nó mạnh ghê lắm, một chiếc xe chỉ có thể 6 con, 6 con nghĩa là nó kéo được. Dĩ nhiên là trong điều kiện kéo trên tuyết thì ok, chứ mấy con này mà thả xuống đất bằng trên đường lộ rồi kéo thì tụi nó chết, kéo 3 mét nó lăn lên chết sạch hết rồi. Nhưng mà trong điều kiện tuyết thì ok, nó tại vì nó tuyết thì kéo nó trơn. Rồi thêm nữa nó là với cái nhiệt độ của tuyết mấy con chó nó không có mệt. Mà biết nó lạnh mà. Và khi mà nó kéo lên tuyết thì trơn, mà lại trên trời không có nóng nữa. Chứ còn nếu mà kéo trên lộ thì trời vừa nóng ở mà lại vừa nó không có trơn thì không được nha ha. Trên thông thường thì chứ cái chữ Sarathi ở đây là chỉ cho cái kẻ điều khiển ngựa bò chó. Nhưng Thế Tôn được gọi là Purisa Sarathi. Purisa Sarathi có nghĩa là kẻ điều khiển con người đó.
Còn cái chữ đâm má đây có nghĩa là gì? Đâm má đây có nghĩa là well trained. À, chữ đâm má đây có nghĩa là well trained, có nghĩa là được huấn luyện thuần thục. Chữ đó nghĩa là thuần thục. Còn cái gì nữa là chuyên nghiệp, professional, chuyên nghiệp. À. À. Cái chữ đâm má đây nó là adjective của chữ sarathi. Biết không, biết nên các vị hình dung được không? Chữ đâm má đây nó là tính từ của cái chữ sarathi. Ừ. Như vậy thì đâm má sarathi có nghĩa là cái người đánh xe thuần thục, là người đánh xe thuần thục, không phải để điều khiển thú kéo mà là nhân thiên. Có nghĩa là cái tâm tánh chúng sanh á, các vị có nghe cái chữ tâm viên ý mã không? Tâm viên ý mã là tâm phàm giống như vượn hay là giống như ngựa, cho nên nó cứ lăng xăng lăng xăng lăng xăng. Mà bây giờ mình tu á là mình phải làm sao mà cho nó được cái lăng xăng nữa. À, mà cái người mà giúp cho mình được cái chuyện đó đó là Đức Phật. Đã, mình tự tu thì yên ok rồi, nhưng mà làm sao mà, nhưng mà mình cũng phải đi theo cái lời dạy của Ngài một cách trực tiếp và gián tiếp. Một là mình học trực tiếp với Ngài, hai là phải nương theo lời dạy của Ngài để mà mình giữ cái tâm của mình. À, cho nên Ngài được gọi là Purisadhammasarathi, có nghĩa là kẻ điều khiển con người. Đã, kẻ điều khiển con người. Nhưng còn cái chữ đâm mát đây có nghĩa là thuần thục, là chuyên nghiệp. Đã, nghĩa là Ngài Sa La Phất thì cũng được gọi đó, kẻ Phất cũng có thể gọi Ngài là một Purisadhammasarathi đó chứ phải không? Nhưng mà Ngài Sa La Phất thì phải bỏ bớt cái chữ đâm mát, bởi vì Ngài cũng giỏi đó nhưng mà không bằng Đức Phật. Nhớ đó, Ngài Sa La Phất nhờ một kiện liên là cũng có thể được gọi là Purisadhammasarathi, nhưng mà có được không bằng, cho nên không được nhận cái đó, không bằng. Bởi vì cái chữ ở đây, cái đâm mát đây nghĩa là professional, là lão luyện, là chuyên nghiệp. Nghĩa là có những chỗ Ngài Sa La Phất cần chịu thua. Ừ. Riêng chư Phật cái nặng giác thì dứt khoát, hễ chỉ cần người nó có duyên thì đấy là người dứt hết. Ok, như vậy thì ở đây mình thấy cái chữ Anuttaro nó có hai trường hợp. Thứ nhất, Anuttaro được gọi là vô thượng sĩ, đây là một hồng danh riêng biệt. Hả? Vô thượng sĩ thì cái vô là không, mà thượng vô là cả đây nghĩa là không có, còn thượng ở trên nghĩa là không có gì hơn ngài để khác gọi là vô thượng. Thì không ai hơn được ngài về các hạnh lành, về công đức phước báo, hoặc là về cái trí tuệ giác ngộ, không ai hơn được ngài hết, gọi là vô thượng, vô thượng sĩ. Tuy nhiên cũng có trường hợp cái chữ vô thượng này nó không có nằm một mình, mà người ta ghép chung với cái chữ dưới, với cái hồng danh dưới. Thì lúc bây giờ mình không dịch là vô thượng sĩ nữa, vì vô thượng sĩ là một danh từ ghép compound nào. Mà lúc bây giờ mình khi ta ghép thì nó trở thành adjective rồi, à, nó thành tính từ của cái Purisadhammasarathi. Thì trong trường hợp đó, nếu ghép chung thì dịch là vô thượng điều ngữ. Đó, nhớ nha. Và đây là một cách niệm mà tôi rất là thích. Tôi không thích niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi không thích, mà tôi thích là Nam Mô Vô Thượng Điều Ngự. Nam Mô Vô Thượng Điều Ngự Bổn Sư. Tôi thích chữ. Bởi vì là tôi học từ mấy thầy á, mấy thầy ở trong mấy thầy có nhiều cách niệm, nhưng có câu Nam Mô Vô Thượng Điều Ngự rất là hay. Chữ điều ngự rất là hay. Mà Đức Phật thì có nhiều cái hồng danh, nhưng mà ở trong đó mỗi người có cái thích. Có người thích chữ Thế Tôn, nghe tới chữ Thế Tôn mà nghe họ mát liền. Có người thì thích nghe chữ Thiện Thệ, nhưng mà rồi có người thích nghe cái chữ Điều Ngự Trượng Phu, có người thích nghe cái chữ Đức Phật, nghe chữ Đức Phật là thích này. Ok, bây giờ phải ngưng này chứ không thể nào không ngưng được ha. Xin hẹn lại bà con là ngày thứ mấy, quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ.
Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị. Quên mất rồi mẹ. Dạ rồi, xin chào quý vị.